Ok. Rồi, thì mình record mọi người nhé. Thì đây, lấy giờ thì mình mới tạo đây mục tiêu của mình lấy giờ là mình làm một cái web như này. Để mình nhắc lại một chút để mọi người xem record nó dễ hiểu. Mình làm cái web như này. Lấy giờ thì mình tạo một folder CV này. Sau đấy thì mình mở cái thư mục này ra để mình code cái dự án của mình trong đây này. Sau đấy thì mình mới chỉ tạo đơn giản là mình tạo một cái file và bắt buộc cái file đấy phải có tên là index.html nhé. Thì nó lên web được. Thì đây. Tiếp theo thì mình làm cái gì? Bây giờ mình mới bắt đầu đi code vào các cái HTML, code vào các HTML. Đầu tiên nó là cái ảnh này đúng không? Đầu tiên nó là cái ảnh. Rồi, bây giờ mình đi tạo một. Rồi, mọi người sẽ đưa cái SRC của mọi người vào đây, nghĩa là cái địa chỉ của hình ảnh vào đây. Thì địa chỉ hình ảnh thì bây giờ hiện tại mình đang xem có cái ảnh nào trong máy không ta? Mình xem có cái ảnh nào trong máy không? Toàn mấy cái ảnh chụp màn hình ta. Rồi, lấy ảnh mấy ảnh này cũng được. Đây mình lấy tạm cái ảnh này nhá. Đây mình lấy tạm cái ảnh này. Thì cách để mọi người đưa ảnh vào ấy thì mọi người có thể là chuột phải này, sau đó mọi người mọi người mở luôn ra cũng được. Mọi người mở luôn ra. Sau đó là mình chuột phải, mình nhấn copy. Mọi người copy đưa vào. Nhấn copy, căn cho mọi người nhấn vào cái thư mục. Nhấn căn cho V ra. Những cái chân V đi nhá, đổi tên cái ảnh. À, đây, đổi tên ảnh. Thì mình đổi tên, đây mọi người chuột phải vào này. Sau đấy thì ở đây mọi người thực hiện là refactor này, rename này, mọi người đổi thành avatar chẳng hạn. Refactor. Đó. Đấy, thì là mình đã đổi xong cái ảnh này. Mình đưa được cái ảnh vào này. Đưa vào trong thư mục nhá, chưa đưa lên web đâu. Đưa vào trong dự án. Mở một cái ảnh, sau đó là chuột phải vào, nhấn copy. Copy xong xong là nhấn vào trở lại cái dự án của mình. Nhấn vào cái thư mục, sau đó nhấn Ctrl V, gõ Ctrl V nào nó sẽ thực hiện nó dán cái ảnh vào. Đó, sau đó thì chuột phải lên cái ảnh. Nhấn vào refactor, sau đó nhấn vào rename để mọi người đổi tên gọi cái ảnh đi cho nó ngắn gọn. Thì mình đổi là avatar. Đó, mình đợi một chút cho anh em làm nhá. Anh em xong thì cứ chủ động gõ một cho mình nhé. Copy vô thư mục, nghĩa là vào đây rồi đúng không? Vào đây được rồi đúng không? Thì bạn thực hiện là nhấn vào cái ảnh, nhấn 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 một lần vào cái ảnh ấy, nhấn một lần cái ảnh, sau đấy bạn nhấn vào chuột phải, sau đó là nhấn vào chữ refactor này, nhấn vào rename này, nghĩa là đổi tên cho cái ảnh ấy, refactor nghĩa là đổi ấy. Đây, sau đấy thì mọi người thực hiện là đây sửa lại cái tên ảnh thôi, thì mình sửa là avatar, còn rồi đợi bạn bảo thăng nhé. Đấy, sau nhấn vào OK là được. OK rồi. Rồi, sau đó mọi người đưa cái chữ avatar vào đây. Đưa cái avatar vào đây. Đấy, chỉ là sau đó mọi người nhấn lại cái web của mọi người. Nhấn lại cái web. Quay trở lại cái web nhé. À, mình x cái này đi này. Quay trở lại web. Đây, mình đã lấy được cái ảnh rồi này. Mình lấy được cái ảnh rồi nhá. Lấy cái ảnh. Còn nhưng mà cái ảnh này hiện tại của mình nó không có ý nghĩa gì nên là mình tạm thời mình lấy một cái ảnh link link ảnh gì đấy nhá. Mình lấy một cái link ảnh nào đấy. Thì mọi người có thể gõ ra, ví dụ như là mọi người gõ lấy một cái ảnh rào đấy thôi, mình lấy ảnh mèo đi. Lấy trên mạng ấy, mình lấy trên mạng nhá. Thì đây chẳng hạn. Đấy, mình ở đây đi. Rồi, thì mọi người chuột phải vào này. Sau đó là copy image address.
Đó, copy địa chỉ ảnh, sau đấy thì mọi người quay trở lại đây. Mình sẽ thay bằng cái này. Thì tùy anh em nhé, anh em sử dụng cái nào cũng được, sử dụng cái trực tiếp trong máy cũng được, mà sử dụng cái trên mạng cũng được. Đó, không vấn đề gì cả. Thì mình tại vì ảnh có trên ảnh trong máy của mình thì nó không có một cái ảnh nào nó có đặc biệt quá, nên là mình lấy cái ảnh này đi. Rồi, sau đấy thì thôi mình lấy cái ảnh này đi, mình lấy cái mình thích cái ảnh này hơn. Lấy cái ảnh này cho nó. Đấy nhá. Rồi. Lấy cái link ảnh nào cũng được anh em nhé. Đây, có link ảnh rồi. Tiếp theo thì đến cái đoạn là mình đi trang trí cho cái ảnh này. Trang trí ảnh là như nào? Nghĩa là làm sao đấy để mình thực hiện bo tròn cái ảnh chẳng hạn, làm sao đấy để nó thực hiện nó nhỏ nhỏ lại, thì mình sẽ cần phải làm điều đấy. Thế thì để mà làm được điều đấy thì mọi người sử dụng mỗi HTML không ấy, mỗi sử dụng mỗi cái này không ấy là không đủ. Mọi người sẽ cần phải thêm một cái ngôn ngữ lập trình nữa, đấy chính là CSS mọi người nhá. Đấy chính là CSS. Thì cách để mọi người code CSS ấy, cái ảnh trong máy sao không lên nhỉ? Bạn gõ đúng tên chưa? Phải gõ y hệt tên nhá, gõ y hệt tên đấy. Nghĩa là ví dụ như bạn gõ chữ avatar chẳng hạn thì nó gợi ý ra luôn đấy. Thì mọi người, bạn nhấn enter, ví dụ như là mình ở đây avatar, tạo một cái image nhá, avatar này, đây nó gợi ý luôn này, thì mình nhấn nhấn vô là được. Còn nếu mà nó không hiện lên thì khả năng cái ảnh của bạn đang lỗi. Được chưa bạn? Được chưa bạn Lộc nhỉ? Nếu mà không thì bạn lấy một cái link ảnh online nào đấy cũng được. Thì đây, mình có một cái link ảnh online đây. Mình vừa làm. À, bạn có thể copy cái ảnh này đưa cho. Rồi. Bắt lọc được chứ nhỉ? Bắt lọc được chưa? Nếu mà ảnh ảnh offline chưa được thì em chưa. Ok, rồi, mình sẽ tắt đi một chút để cho bạn đọc làm nào, bạn lọc xem màn hình giúp mình nào. Lọc xem màn hình đi ạ. Alo. Đây rồi. Rồi bạn kéo 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 hết về đầu này cho mình xem nào. Kéo về đầu. À rồi. Đây, mình sẽ chỉ các bạn một cách để bạn gõ cái image nhé, cái định dạng image của bạn đang gõ sai, bạn xóa cái thẻ image đi đi. Xóa cái thẻ email đi. Xóa đi. Bạn nhấn rồi bạn nhấn Ctrl, rồi bạn kéo đi. À, đúng rồi, đến đây. Rồi, xóa. Bạn gõ chữ IMG cho mình. IMG, sau đó bạn nhấn Tab. Rồi, đấy là cú pháp để cách để bạn viết nhanh. Rồi, chính xác. Nếu mà mình đấy, rồi bạn nhấn thử lại xem. Đó. Nếu mà không ra thì chắc khả năng sai định dạng, vừa lấy sai định dạng thôi. Ra chứ bạn? Bạn đang xem một màn hình nên mình không biết là ra chưa. Mà. Nếu ở được rồi bạn có thể tắt xe đây nhá. Nếu mà bạn muốn in cái lọc thì bạn in hình lọc thì bạn thay vào là được nhá. Rồi. Mình nghĩ là bạn lọc được rồi đúng không? Rồi, tiếp theo thì bây giờ mình sẽ đi làm CSS cho nó. Thì CSS nhé, mình sẽ sử dụng CSS để thực hiện là trang trí cho cái web của mình.
Thế thì bây giờ mọi người sẽ cần phải một cái thẻ. Đầu tiên là mọi người sẽ quy định thẻ có tên là thẻ để mà mọi người viết được CSS ấy, thì mọi người phải bọc viết trong một cái thẻ có tên là style như này. Đấy, xong người đóng một cái. Đây mình mọi người nhìn mình gõ nhá. Một là mọi người gõ hết ra. Đây. Tờ INE này, nhấn tab một cái. Đấy. Style nhấn tab. Rồi. Đó. Style nhấn tab. Sau đấy thì mình làm gì? Sau đấy thì mình sẽ tiếp tục là mọi người đang muốn CSS cho cái ảnh đúng không? Mọi người muốn CSS cho cái ảnh thì mọi người để cái chỉ đến cái ảnh cho mình. Sau mọi người gõ chữ img ở đây. Sau đó mọi người mở một nhọn. Đấy, trong đây thì mình sẽ quy định các cái để CSS, nghĩa là các cái để trang trí cho nó. À, trong cái đống hoặc nhọn này này, mình sẽ quy định các thuộc tính, gọi là các cái thuộc tính để trang trí cho nó. Là img. Đây mình gõ lại cho mọi người xem này. img, sau đó mọi người cách ra mở một nhọn như này. Rồi, sau đấy thì mọi người sẽ gõ ở đây là chữ width. Người để là mình để khoảng tầm là 200 pixel. Rồi, enter xuống, hay. Đó. Nghĩa là chiều ngang với cả chiều cao ấy, chiều ngang chiều cao. Hay cũng là 200 pixel. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi quan sát cái ảnh của mình. À, nó đã nhỏ lại rồi. Thì vậy là coi như mình đã CSS thành công, nghĩa là mình trang trí cho cái ảnh thành công. À, mình sẽ dừng lại ở đây một chút cho anh em. À thôi mình viết thêm luôn cho mọi người biết một thẻ để mà bo tròn đấy, để mà bo tròn cái ảnh thì mọi người sẽ sử dụng một cái thuộc tính có tên là border radius mọi người nhá. Mọi người chỉ cần gõ như này nó đã thực hiện, nó gợi ý này, gạch ngang này, radius này, đây nó gợi ý này. Đó. Mình để là 50% cho mình. Đó. Thì nó sẽ thực hiện bo tròn. Đấy. Ok. Rồi, mình dừng lại để anh em hoàn thành này. Xong đấy anh em cứ chủ động gõ một nhá. Nhanh quá vậy. Ok. Thế là lớp này sẽ có một số bạn học rồi. À, nghe biết phần này rồi. Ok. Rồi, bạn đọc được chứ nhỉ? Mọi người lên sử dụng cái tab nhé. Sử dụng tab. Bạn chắc là bạn sai cú pháp đấy. Nếu mà không sai cú pháp ấy, thì nó sẽ không báo như này. Nếu mà không sai cú pháp thì nó sẽ ra định dạng như này này. Thì bạn để ý lại xem cú pháp kiểu là style trước các thứ ấy, xem đúng chưa. Bạn đọc nhá. Thì bạn lên làm quen với cái kiểu là ví dụ như gõ tên thẻ này. Đó, gõ một cái gì đấy ra xong là cộng với cả cái tab. Nghĩa là tên của cái key, nghĩa là tên của key cộng tab. Đây, nên làm quen với cả cái này này. Đó. Ok rồi Ok. Rồi. Thế thì mình sẽ tiếp tục nhá. Quên dấu chấm phẩy à? Nhớ đấy, quên phải chấm đúng cú pháp. phải. Ok, đúng cú pháp thì nó mới được nhá. Ok. Rồi, thế là coi như mình đã xong với cái ảnh rồi. Tiếp theo thì đến cái gì đây? Ở đây, đơn giản là mình đang mô tả thôi, mô tả cái tên mình thì mình sẽ để khoảng tầm là H3 H3 chẳng hạn. Đấy, mọi người ghi địa chỉ của mình vào address. Mình thì ghi address này. Sau đấy thì mọi người để đây là mình để thẻ P đi cũng được, để thẻ P nhá. Mình để thẻ P đi. Address thì làm ở đó. Đạo lý Lý Nhân Hà Nam này. Đây hầu như là các cái thẻ mọi người làm rồi nhá, không có gì quá là xa lạ. Tiếp theo là thẻ gì đây, ngành nghề đúng không? Đó, lập trình viên. Thẻ một cái thẻ P nữa. Ngành nghề.
lập trình viên đi. Đó, mọi người điền thông tin của mọi người vô. Rồi, sau đấy cái gì nữa? Ờ, thêm một cái mô tả nữa đi, một cái mô tả. À, thêm một cái mô tả, mọi người để từ P vô. Đẹp trai vui tính nhỉ? Rồi. À, thì bây giờ sang bên đây xem nào. Rồi, nó ra như này. Thì cứ tạm thời để nó như thế đấy nhá, chưa trang trí vội, cứ để nó thế đã. Đẹp trai vui tính. Ok. Rồi, ở đây thì mình còn một cái gì nữa? Mình còn một cái đường link nữa đúng không? Một cái đường link Facebook nữa này. À, thế làm sao để lấy được cái đường link Facebook này? Thì cách để mọi người lấy đường link Facebook thì mọi người sẽ để cho mình một cái gọi là thẻ gì? Thẻ A là để lấy link Facebook này. Thì anh em có thể là đây mình hình như mình có để cái Facebook ở đây rồi. À, mọi người copy cái trang cá nhân của mọi người, đường link trang cá nhân của mọi người vào. Ctrl C. Rồi sau đấy thì mọi người nhấn vào đây, Ctrl V. Đấy. Xong gõ chữ Facebook ở đây để nó cái biết là cái đường link này nó sẽ là cái mô tả nó là cái gì. Mình đi này. Rồi, ra như này rồi. Thì bây giờ mình cứ dừng lại một chút để cho mọi người làm được đến đoạn này đã. Làm đến đoạn này đã. Anh chả nhanh có ta. Đây, được cốt nhé, quên cứ mở cái này ra. Hầu như là các thẻ quen thuộc thì mọi người mình nghĩ là mọi người cũng không bị lỗi gì đâu. Nhớ nha anh em, nhớ làm quen với mấy cái nút bấm nhanh nhá. Tên thẻ cộng tab ấy nhá, để cho nó ra cái thẻ luôn chứ anh em đừng đi gõ từng ký tự một như này. Nó mất công lắm, nó bị mất công đấy. Rồi, mình tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Thế mọi người để ý này, cái web của mình ấy thì nó nhảy ra giữa không? Cái web của mình thì nó ở giữa không? Đây này. À, cái web của mình nó ở giữa này. Làm sao để cho nó ở giữa này? Thì đầu tiên để cho nó nhảy vào giữa ấy, thì mọi người trong cái thẻ body này, mọi người thực hiện là bọc tất cả những cái thứ mà mọi người viết nãy giờ, các cái thẻ mọi người viết nãy giờ vào trong một cái thẻ có tên là center cho mình. Đây mọi người gõ center. Nghĩa là đẩy vào giữa ấy, thẻ sẽ vào giữa. Đó, cho mọi người kéo cái này, mọi người bôi đen cái này. Mọi người cầm nó đi kéo đi, cầm kéo xuống cuối đây. Đó, cầm kéo xuống đây. Sau đó mọi đó. Sau đó mọi người có thể nhấn Ctrl Alt L. Ctrl Alt L để thực hiện sắp xếp lại code. Ctrl Alt L nhá. Ctrl Alt L để sắp xếp lại code. Này, thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem nó sẽ nhảy vô giữa đá, nó nhảy vô giữa này. Đấy. Rồi làm sao để nó dịch xuống thì bây giờ mọi người cứ hoàn thành xong cái này đã rồi mình tiếp tục. Mọi người cứ hoàn thành xong cái này thì mình tiếp tục. Ctrl Alt L cao để thực hiện là sắp xếp lại code cho nó đẹp. Đây nhá, cú pháp đây nhá. Nào, mấy anh em khác được chưa nhỉ? Ok. Rồi, tiếp theo thì mọi người để ý này, của mình thì bên đây của mình ấy nó thực hiện nó dịch một đoạn này cơ, nó dịch một đoạn này cơ. Nhưng mà bên đây nó đang bị sát sát với cả cái viền trên này. Thế nên làm sao để nó dịch xuống? Thì mọi người quay trở lại code của mình. Thì có phải là cái thẻ center của mọi người đang bọc tất cả đúng không? Thì nghĩa là mình khi mà mình dịch cái thẻ center này xuống ấy, xuống dưới thì nó sẽ thực hiện là nó dịch tất cả các thẻ này xuống cùng đúng không? Nên là bây giờ mình sẽ đi dịch cái thẻ center xuống là được nhá, bởi vì thẻ center đang bọc tất cả chúng nó mà. Nên là mình sẽ để là mọi người sẽ gõ này, center. Mọi người chỉ đến cái thẻ center. Đó.
Đó. Để mà yêu cầu nó thực hiện là nó dịch xuống dưới bên trên, dịch 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 cách bên trên ra một đoạn đấy, cách bên trên ra một đoạn đấy, thì mọi người sẽ bên trên thì dịch ra là top, thì mọi người sẽ để chữ mặt gin top cho mình, mặt gin đây, margin top, sau đó là hai chấm, mọi người để khoảng tầm là 10% cho mình, 10%, sau đó mọi người chấm phẩy nhá, nhớ có chấm phẩy. Quay trở lại đây nào. À, trông cũng hợp lý chứ. Ok. Đây, code đây. Ừ. Thêm một cái vào đây thôi. Đừng có ông nào bọc trong đây nhá, đừng có ông nào bọc cái center vào trong đây nhá. Hai cái thẻ này là bằng nhau đấy nhá. Nếu mà code khó nhìn quá thì cứ Ctrl Alt L. Ừ. Rồi, nào xem anh em được chưa nào. Ok. À, mình sẽ để mọi người thêm 1 phút nữa, đến 07 mình sẽ tiếp tục. À, nút chỉnh định dạng code thì bạn nhấn tổ hợp phím này cho mình nhá. Bạn nhấn tổ hợp phím này cho mình. Đây mình đợi mình chút. Đấy chính là Ctrl Alt L. Đấy, Ctrl Alt L. Nhấn cùng một lúc nhé. Được chưa bạn Thi nhỉ? Nhấn vô cái trỏ chuột vô cái file, sau đó là nhấn Ctrl Alt, mà nhấn L là được. Nó sẽ format lại code. Ok. Rồi, tiếp theo thì đến cái phần là đây. Phần này mọi người để ý này, của mình có bên đây có cái nền, một cái nền là một cái ảnh khá là đẹp. Nên làm sao để lấy cái ảnh này, lấy cái nền này. Thì bây giờ mình sẽ đi, mọi người sẽ thực hiện là gõ cái chữ là, có phải nền của mình là sẽ cho cái thẻ body đúng không? Thẻ body là cái thẻ bọc lấy giờ bọc tất cả mà. Mình sẽ chỉ cần nền cho thẻ body thì nó sẽ nền cho tất cả thằng này mà. Nên mọi người sẽ để body cho mình. Body. Sau đó mọi người mở một tròn ra. Mọi người gõ chữ background. Background image. Đấy, background image, mọi người chọn cái background này, image. Rồi, sau đó mọi người để cái URL bên đây. Ừ, để cái URL bên đây. Background image. URL. Nghĩa là đây là sẽ là cái link ảnh để mọi người hiển thị lên cái web của mọi người đấy. Rồi, đây lấy link ảnh ở đâu? Thì mình sẽ lấy ở cái trang có tên là Griffy đi. Griffy đúng không? Thì đây đây cái trang này Griffy. Đó. Đây mình gửi link cho mọi người nhá. Ừ. Này này. Đó, nó một cái trang lấy ảnh động thôi, nó là một cái trang lấy ảnh động. Thì ở đây mình search một cái ảnh đi. Ở đây mình search một cái ảnh thì mình search là hoa anh đào đúng không? Hoa anh đào như là Sakura. Sakura. Đây, mình sẽ lấy cái ảnh này. Đó. Thì muốn lấy cái ảnh nào thì mọi người chuột phải vào. Vẫn là lấy copy cái địa chỉ hình ảnh nhá, nhớ copy cái link address này. Copy link address. Ở đâu? Nhấn vô luôn để mình xem nào. Đây. Chuột phải. Copy link address đúng rồi, copy link address. Đây. Đó. Mọi người copy cái địa chỉ hình ảnh của nó. Sau đó mọi người sang đây. Sang bên đây. Mọi người gõ Ctrl V vào. Đó. Thì bây giờ mình sẽ quan sát lại cái web của mình xem nào. Ra đây chưa? À, chưa ra. Vậy thì khả năng mình đang lấy cái link địa chỉ hình ảnh sai rồi. Copy email address đi.
Đây, cái địa chỉ này. Mọi người lấy ảnh nào cũng được, thì mình để cái ảnh động cho nó nhìn nó sinh động hơn thôi. À đây rồi, đúng rồi đấy. Khả năng là thằng này. Đấy, nó ra như này rồi. Là gần như thành công rồi đấy. Vậy làm, nhưng mà bên đây, bên kia của mình là nó là cả cái ảnh cơ, cả cái ảnh bao trùm cả cái web cơ. Làm sao để cả cái ảnh bao trùm cả cái web? Thì mọi người sẽ để cho mình, mọi người nhấn enter xuống, mọi người xuống đây này, mọi người nhấn enter xuống. Mọi người gõ chữ background size, thêm một cái thuộc tính cho nó là background size. Cái gì nhỉ? Background size. Background size. Mình quên mất cái thuộc tính đấy là gì, đợi một chút nhé. Là gì đó, các bạn nào biết không nhỉ? Mình quy định là cho nó lại cái Như cover luôn như vậy. cover, nhưng mà hình như là vẫn phải có cái tên thuộc tính cho nó gợi ý nhỉ. Nó đúng không? Mình có đúng không? Background size để cover ấy mọi người nhá. Mình vừa có đúng đấy. Đây, thì nó sẽ thực hiện là nó bọc cả cái ảnh vào trong cái thẻ của mình, thì là thẻ body ấy, thì là cái có web luôn. Đây. Đó, ra như này rồi. Nhớ đúng là background size mà không ra mà thật. Đây mọi người thêm này để mình dán vô. Rồi, đợi anh em chút cho anh em nào. Lấy anh nào cũng được mọi người nhé. Cứ nếu mà không lấy được cái link nào thì mọi người cứ copy tạm cái link nào cũng được. Rồi, đặt tên xong rồi. Rồi, bạn trường xong. Ok. Mà lọc được chứ nhỉ? Ừ. Ok. Cứ lấy tạm link ảnh nào cũng được bạn ạ. Ok rồi, mình tiếp tục nhá. Rồi, thì đến tiết mục là sửa cái chữ, sửa lại cái chữ. Thì sửa lại cái chữ như nào? Thì để mà sửa cái chữ nó được cái định dạng như bên đây, thì mọi người sẽ cần phải lấy một cái thư viện, kéo một cái thư viện gọi là online về. Kéo một cái thư viện online về, thì mọi người sẽ lấy từ cái trên cái Google Phone nhá. Mình sẽ lấy ở Google Phone. Đây. Rồi. Rồi, mình sẽ gửi link cho các bạn. Phong này. Đó. Rồi, mọi người truy cập vào đi. Anh em truy cập vào. Sau đó mọi người chọn cái language. Chọn cái language thì mình có thể để là Việt Nam. Đây, Việt Nam. Đó. Rồi. À, mọi người gõ Việt Nam thì ngay nó sẽ ra cái định dạng chữ kiểu này. Thì bên đây mình lấy cái màu mè ngoằng ngoằng này cho nó nhìn nó mượt mà. Mọi người nhấn vào, mọi người nhấn vào. Nhấn vào là được. Ừ. Rồi. Nhấn vào.
Sau đó mọi người nhấn vào ghép phông, ghép phông này. Đó, ghép phông. Ghép phông, sau đó mọi người nhấn vào ghép em bật code. Đó. Ghép em bật code. Đây, nhấn lại cho anh em xem nhá. Chọn cái language là thành Việt Nam này, chọn cái language thành Việt Nam này. Sau đó nhấn vào đây này. Nhấn vào đây này. Sau đó nhấn vào đây là ghép đây, nhấn lại này, nhấn vào ghép phông này. Đó, sau đó là nhấn vào ghép em bật code này. Em bật code này. Ok chưa? Rồi. Rồi, sau đấy thì mọi người đến đoạn này thì gần như là copy thôi. Thì mọi người nhấn vào cái chữ copy code này. Nhấn vào cái chữ copy code này. Sau đó nhấn vào đây. Sau đó mọi người quay trở lại bên đây. Quay trở lại bên đây. Trên cái thẻ style của mọi người. Trên cái thẻ style. À, dưới thẻ title này. Mọi người enter giống một cái. Nhấn Ctrl V vào cho mình. Nhấn Ctrl V vào. Đó. Sau đấy thì mọi người đi copy thêm một tí nữa. Đây là mọi người copy ba cái dòng này. Đó. Có ba cái dòng này. Ctrl C vào ba cái dòng này thôi nhá, ba cái dòng này này. Đó. Sau đó mọi người vào cái bo thẻ body, mọi người nhấn Ctrl V vào đây. Ừ. Đó. Copy hai luôn đây, copy lại này, copy nhấn vào cái copy cái này đầu tiên này. Đó. Để kéo thư viện về, để lấy cái thư viện này. Ok, sau đấy thì lấy thực hiện là copy ba cái thuộc tính bên trong này, copy vào Ctrl C, sau đó sang bên đây. Trong thẻ body của mọi người enter xuống một cái Ctrl V. Rồi bây giờ mình quan sát cái code của mình nhá. À, cái kia của mình xem chạy không nhá. Đây rồi, nó ra đây rồi. Đó, để mà chữ nó to hơn một chút đấy, để mà chữ nó to hơn một chút đấy thì mọi người có thể xét thêm một cái nữa, chính là font size. Font size mọi người để khoảng tầm là 50 pixel nhỉ. À, to quá. 30 rồi. Vẫn to. 20 rồi anh em nhé. Em chỉnh sao cho nó vừa với web của mọi người được. Đây, ok. Đó. Hoặc là mọi người chọn cái đây mình để cái phông quay nó to lên thì cái chữ nó sẽ đậm hơn nhá. Phông quay mình để là 600 đi. Ok, rồi, mình sẽ dừng lại một chút để anh em làm. Gần thành công rồi mọi người ạ, còn đến cái bước git nữa thôi là xong. Đây mình dừng lại, đợi anh em làm xong. À, chỉnh màu chữ luôn à. Chỉnh màu chữ đúng không? Chỉnh màu chữ thì bạn gõ chữ color nhé. Color. Color này. Rồi, không bạn thích màu nào cũng được thì bạn gõ. Mình thì đây, mình chọn màu đây, pink này, nhíp pink này, nó cho bạn nhiều màu để chọn á. Hoặc là bạn có thể nhấn nhấn vào cái chỗ này để bạn chọn cái thanh màu. Rồi, mình để nguyên đi. Đó, thấy chưa? Đó. Đây. Rồi. Rồi, coi như là mình đã xong cơ bản về một cái CV cơ bản. Đấy, một cái web CV cơ bản. Mình sẽ dừng lại một chút. Anh em xong thì bảo mình nhá. Xong rồi đến bước tiếp theo, cái phần tiếp theo của mình sẽ là đẩy lên web. Để lên web anh em nhé. Em xong chưa nhỉ? Chưa ai xong cơ. Đánh trả hay rồi. Em bước này nhanh quá ta.
Ok. Rồi. Vậy thì bước tiếp theo sẽ là đẩy lên mạng mọi người nhá. Đẩy lên mạng thì trước tiên thì anh em lên trên GitHub của mọi người, có cái trang GitHub của mọi người. Ở trang GitHub của mọi người tạo một cái repository cho mình. Cộng. Cái này thì quen thuộc rồi, tạo đây, nhấn vào cộng này. Sau đó nhấn vào chọn gõ cái tên tên cái repo của mọi người thì ở đây là CV CV chẳng hạn. Đây, của mình đặt là CV chức năng Vũ Linh hả? Chức năng Vũ Linh. Đó. Rồi, sau đó mọi người nhấn vào Create Repository này. Rồi, tạm thời để cái này đây đã. Cứ để đây đã. Sau đó thì mọi người quay trở lại thôi. Quay trở lại Git thôi. Git các bước như bình thường. Nhấn vào Terminal. Nhấn vào Terminal. Đây này. Rồi, quay trở lại Git các thứ như bình thường. Thì câu lệnh Git đầu tiên là gì nhỉ? Git delete. Git delete. Nhấn Enter. Rồi, init xong này, nó khởi tạo xong này, git add chấm. Sau đó là git commit trừ m để CV chức năng Vũ Linh. Rồi. Sau đấy thì lên web của mọi người, copy lại cái đường dẫn. Copy lại cái đường dẫn. Ctrl C. Sau đó thì Ctrl V vào đây. Thôi, bước cuối thôi. Git put origin rồi. Rồi, đây, các bước git này. Nào anh em làm đi. Xong thì bảo mình. Đấy chả, quá là nhanh luôn. Các em khác xong chưa nhỉ? Rồi, sắp thành công rồi mọi người ạ. Một vài bước nữa thôi là thành công, một vài bước nhỏ nữa thôi là thành công. Ok rồi, bước tiếp theo của mọi người thì nó sẽ là trên GitHub. Mọi người lên GitHub của mọi người, xoay lại một cái, người tập trung vào đây luôn nhá, để mình nhìn này, mọi người nhìn này, để mình chỉ cho nó nhanh. Mọi người nhấn vào cái setting này, nhấn vào setting, sau đó mọi người kéo xuống thì mọi người nhìn thấy cái chữ page không, cái chữ page, mọi người nhấn vào page này, setting xong nhấn vào page, setting xong của page, sau đó mọi người nhấn vào cái deploy from brand này, đâu từ từ đây đây mọi người chọn cái brand thì chọn cái nhánh mà mọi người muốn deploy lên, thì cái nhánh mà mình vừa đẩy code lên nó sẽ tên là master, mọi người chỉ cần vào cái page này, sau đó mọi người chọn cái phần này là master. Sau đó anh em nhấn vào save. Ok, rồi, mọi người đợi khoảng tầm là 2 phút thì nó sẽ thực hiện, nó đẩy, nó sẽ sinh ra một cái link ở đây để cho anh em đẩy lên, đẩy cái CV lên. Rồi mọi người làm đi. Nhấn vào setting, nhấn vào paste, sau đó chọn lại cái nhánh, chọn lại cái brand này, chọn cái brand. Anh em làm đi nào. Setting, page, sau đó là brand. Khoảng tầm 1 phút rồi đấy, nhanh lắm. Đợi mình xoay lại chắc là có rồi đấy. À chưa có. Thế tầm 2 phút. Nhấn vào setting, nhấn vào page, sau đó nhấn vào deep noise, nhấn vào cái
chọn cái brand là Master. Để mình xem nào. À đây rồi, nó ra đây rồi. Đó, thì đây chính là cái đường link web của mọi người. Thì nó có chữ visit site này thì mọi người có thể nhấn để nó thực hiện, nó ra cái nhảy ra cái web. Thì đây, đây chính là cái web. À, cái link này đã online. Nào, anh em nào được rồi thì mọi người gửi gửi lên cái thanh chat cho mình xem nào. Anh em nào được rồi thì gửi lên thanh chat. À, thì đây là bây giờ mọi người có thể ok, được cái web rồi thì mọi người có thể gửi cái link của mọi người lên cái trang web nhé, à, trên 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 chat nhé. Thì mọi người có thể gửi link này cho người khác rồi đấy, thì họ có thể vào xem được. Thấy ấn meter xong đợi rồi. À, đúng không? Đợi 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 khoảng tầm 2 phút sau đó xoay lại là được. Đây bạn Công Tuân được rồi này. Đó, đây bạn Công Tuân ra rồi này. Ok. Ông Tuân chọn cái ảnh khác đi này. À, rồi bây giờ mọi người sửa bất cứ một cái code nào ở trong đây nhá. Mọi người sửa code này, mọi người có thể thay các cái ảnh lại nhá. Sau đó mọi người put lại, mọi người thực hiện là git add, Thầy git ơi, copy. chỉ lại cái khúc nãy là nhóm sai sai xong rồi nó lấy cái link ở đâu nãy đi vệ sinh không để Bạn nhấn đến cái đây chưa? Nhấn đến cái đoạn đi brand này chưa? rồi nhưng mà nhóm sai xong rồi nó nãy chờ nãy giờ đi vệ sinh xong quay lại thấy nó vẫn không hiện hết. Không hiện á. Thế thì bạn đã đặt tên là index chưa? Bạn đặt tên là index đúng chưa? Index.html. Thì đúng rồi. Đúng á. Thế thì bạn thử xoay lại cái nữa này. Có. À thấy rồi. Được chứ? Rồi. Thì nếu mà mọi người sửa bất cứ một cái code nào ở trong cái web cái này nhá, mọi người chỉ cần add này, commit này, sau đó put lại thì nó sẽ một lúc sau ấy, nó sẽ cập nhật luôn trên đấy nhá. Một lúc sau nó cập nhật luôn trên đấy. Nên mọi người sẽ không cần phải làm lại một cái mới đâu. Mọi người có thể viết tiếp vào cái phần này. Để viết chi tiết hơn chẳng hạn. Còn nếu anh em muốn trang trí nó màu mè hơn hay là gì thì mọi người sẽ phải tìm thấy đợi một lúc bạn Lộc nhá, đợi một lúc. Thì anh em sẽ phải tìm hiểu về CSS nữa. Thì là một cái để trang một cái ngôn ngữ lập trình để trang trí. Chưa thấy link à? Okay. Đợi khoảng tầm 2 phút nhá, đợi khoảng tầm 2 phút. Mọi người chỉ cần chắc chắn là mọi người đặt tên là index này. Đó, đặt tên là index.html rồi thì sang đây mọi người làm các bước như mình thì chắc chắn nó sẽ lên thôi. Anh em đợi thêm một lúc nữa nào, đợi khoảng tầm 1 phút nữa nào. Vào phần setting trên GitHub chỗ nào á? Thì đây. Đây là cái giao diện chính của mình này. Cái giao diện gốc của mình này. Thì vào phần setting sẽ là cái phần cuối cùng, cái bánh răng cuối cùng này. Đó, thấy không? Thấy không? Bạn Lộc thấy không? Bạn Ngọc không thấy link á? Ok. Bạn Ngọc thử xoay lại xem. Đúng rồi bạn Huy nhá, nó sẽ cập nhật lại. Rồi bây giờ bạn bạn Lộc bạn thử xem màn hình để mình xem là bạn có bị sai cái gì không? Tại sao nó không ra link? Rồi, xem những bạn chưa lên link thì mà mình sẽ xem nhá. Ok, rồi đợi bạn Lộc xong thì mình sẽ xem của bạn Ngọc nhá. Chọn master save. Bạn kéo lên không? Bạn nhấn thử lại phần code của bạn nào. Code 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 phần đầu tiên ấy, trên cùng trên không trên 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 nữa kéo lên trên đúng rồi nhấn code đúng rồi index.html đúng rồi nhỉ bạn nhấn lại setting đi bạn nhấn lại setting bạn nhấn lại cái rồi bạn mở cái mask bạn nhấn vào cái brand nào bạn nhấn lại lăn đi bạn nhấn lại lăn sau đó bạn nhấn save rồi ngoài bạn kéo xuống bạn lại nhấn lại brand cho mình để nó lấy lại master save save ok rồi bạn thử đợi một lúc nhé bạn đợi một lúc nhé đợi đợi một một khoảng tầm 2 phút đi. Rồi, trong lúc đợi thì bạn có thể tắt màn hình để mình xem cho bạn Ngọc nào. Ngọc có phần nào bị không? Rồi bạn mời bạn Ngọc xem màn hình nhé.
Rồi bạn mở to màn, mở to cái web ra, mở to cái Chrome. Rồi ok, bạn kéo lên nào, kéo lên trên nào. Bạn nhấn vào code nào. Bạn mở cái index.html để mình xem. Ok, bạn vào lại phần setting đi. Lại phần setting. Nhấn lại phần paste. Ra rồi bạn ơi. Visit site kìa. Nhấn vô. Đó, đúng rồi đấy. Rồi bạn Nãy làm lại y chang giống thầy mới hướng dẫn bạn kia. à đúng rồi, thế à, thế được rồi. Ok. Ồ, bạn lọc được rồi đúng không? Ok, ngon. Rồi. Ok. Thời gian đây thì đấy là mình đã hướng dẫn cơ bản mọi người làm cái web. Bây giờ mọi người có thể gửi cho người khác đấy. Người gửi đấy có kết quả sau vài ngày học chẳng hạn đấy, mọi người có thể xem gửi lại cho anh em chẳng hạn. Thì bây giờ thì mọi người có thể là luyện tập viết thêm, luyện tập lại các cái thẻ vào trong đây, sau đó thì put lên lại. Mọi người chỉ cần khi mà mọi người sửa bất cứ một cái nào nhá, ví dụ mọi người thêm một số dòng code ở đây, thêm cái thẻ h đấy chẳng hạn, abc, h1 H1, mọi người thêm một cái gì đấy, ABC gì đấy đấy. Đó. Sau đấy thì mọi người git add, sau đó là add chấm này, sau đó là git commit, sau đó là git put lại, thì tự động một lúc sau nó sẽ load lại nhá, nó sẽ load lại là nó sẽ cập nhật được luôn, tự cập nhật lên đấy. Anh em sẽ không cần phải làm một cái dự án mới hay làm gì đâu. Đó. Thì trong rồi nửa tiếng nữa thì mình sẽ học bài tiếp theo là bài về gì nhỉ? Nay học bài gì nhanh nhỉ? À, tổng quan JS. À, hôm nay đã được sang code JS rồi mọi người ạ. Thì mọi người có thể chuẩn bị trước các cái đầu mục là đây, mình sẽ load cho mọi người. Mọi người tìm hiểu là JavaScript là gì? Là gì? Sau đấy thì mọi người có thể là tìm hiểu cho mình là các cách đưa JavaScript, các cách đưa JavaScript vào trong HTML. Rồi, sau đấy thì mọi người đi tìm hiểu các cái về alert này. Alert. À, hiển thị lên được chữ Hello World. Hiển thị lên web chữ Hello World. Bằng alert. Alert. Đấy. Của JS, của JS. JS là JavaScript mọi người nhá. Đây. Thì mọi người tìm mình nhớ không nhầm là có bốn cách đấy. Cái này có bốn cách để mọi người đưa vào đấy. Đấy. Thì anh em đi tìm hiểu ba đầu mục này trước trong thời gian đợi như đến 8 giờ nhá, để tí nhanh dạy cho nó mượt. Vẫn chưa được á? Ok. Rồi đây mình đợi mình gửi cái đầu mục này lên để các bạn tìm hiểu luôn. Bạn tìm hiểu trước. Bạn nào xong rồi các bạn tìm hiểu nhá. Hoặc là các bạn phát triển web của mình lên. Rồi. Bạn Đức xem màn hình cho mình thế nào. Bạn Đức xem màn hình đi để mình xem. Mọi người tìm hiểu các phần đầu mục kia nhá. Bạn Đức nhấn nâu chưa nhỉ? Nhấn nâu chưa? Mấy phút rồi? Rồi bạn Đức thử vào phần code cho mình xem nào. Ấn nâu rồi à? Ok, thế bạn Đức vào phần code đi. Phần code. Nhấn code, chữ code đấy. Nhấn vô code. Nhấn hẳn vào phần code đi, nhấn hẳn vào phần đúng không? index.html. Ồ, đặt tên đúng rồi. Bạn nhấn vào setting xem mình xem nào. Nhấn vào setting.
nhấn vào cái page 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 rồi bạn mà bật chỗ brand, chỗ brand bạn mở brand brand bạn nhấn lại lăn đi, bạn nhấn lại lăn, sau đó nhấn save cho mình, nhấn lăn xin save rồi. Rồi sau đấy thì bạn nhấn lại làm mày đi master, sau đó nhấn save. Ok, bạn đợi mà cứ để màn hình đấy, bạn đợi khoảng tầm 2 phút để mình xem nào. Xoay lại xem. Đợi một chút nữa, thêm đợi thêm đến 38 đi, 38 mà không được thì mới là vấn đề này. Web này nếu mà bạn để là bạn cứ để đấy thì nó sẽ bạn không xóa cái repo đi, repo này đi thì nó sẽ gần như là vĩnh viễn thôi, nó sẽ vẫn ở đấy trừ khi bạn xóa được cái repo này, trừ khi bạn xóa cái repo này nó mới bị ấy nhá. Rồi bạn thử xoay này nào, được rồi đấy bạn ơi. Đó. Ok rồi, mọi người tìm hiểu nhá, mọi người tìm hiểu phần kia nhá. Em tìm
Lâu, nghe được chưa? Alo, alo, nghe chưa anh em ơi? Nghe là thế rồi. Ok. Chuẩn bị chiến anh em nhá. Nói chung là cái video nãy mà như anh gửi trên Slack á, nó là tổng quan của ZF. Nếu mà bọn các bạn đã học ngôn ngữ lập trình khác rồi xem thì sẽ thấy rất là ok. Mà anh em mình mới nhập môn á, chỉ gọi là xem qua để biết là cuộc đời nó có những thứ như thế thôi. Thì anh nói nhanh thôi. Thế là về video ngoại. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lý thuyết lớp ta, lớp chúng ta cần quan tâm. Xem nào. Đây là bao nhiêu người? 26 à? 26 thì đã phải điểm danh lại mọi người ạ. Có 26 người. Nên điểm danh nhanh một chút rồi. Đúng rồi anh ạ, và là như anh gửi video để mọi người biết là xem qua một nhanh gọn một chút thôi ấy, chứ không hẳn là phải hiểu được luôn cái đấy. Chưa hiểu được đâu anh em, nó là kiến thức hoàn toàn khác, gọi là xem trước tí thôi. À, thì anh Ngọc ạ, mọi người comment một được nhé, gọi ra mọi người comment một là ok. Lê Anh Khoa, Đặng Lê Hoàng Danh, rồi Lê Trần Nhật Huy, chưa có Trần Trung Kiên, ok Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Viết Lộc, nghe có có không? Ok thế Hoàng Văn Lộc sao ạ? Đây rồi Trần Quang Huy ạ, em có em có ok ok Nhật Huy, Lê Ngọc Thanh, Ngọc Thanh Duy, Thanh có. Anh gì có chưa? Anh gì? Mẫn Nhi, à Mẫn Thị. Mẫn Thị ạ. Ok. Lê Minh Quang, Nguyễn Đức Huy. Dạ, Minh Nguyễn Quang. Đức Huy có. Ok. Huy đã tìm hiểu xong với cái nọ chưa? Dạ, cũng có xem qua thấy cũng hơi đơn giản. Vâng. Thì có thể ok, thế thì lúc ấy xong hẳn thì anh nhắn em để giao thêm. Nguyễn Hoàng Phương Khanh ạ, Phạm Minh Hiếu ạ, Lê Minh Huy ạ, Phạm Thị Mộng Trầm ạ, Minh Quang ạ. Có Được, ok. Nguyễn Công Tuân ạ. Phạm Thị Ngọc ạ. Đình Hoàng Đức có. Minh Vương. Minh Vương ạ. là có à. Ok. Hồ Quốc Nam, Hoàng Văn Trường, Ngô Quang Diệu, Nguyễn Xuân Thịnh, Có chứ thành có. ok thắng có này, Mậu Thịnh, Mậu Thịnh vào chưa? Hai Thị Nguyễn à? Ok. Rồi chúng ta bắt đầu với nội dung hôm nay anh em nhé. Hôm nay chúng ta học về JavaScript. Chúng ta sẽ bây giờ mọi người tạo cho nhanh một cái thư mục ở trong cái web store của mọi người. Nãy là mọi người đã làm bài CV của Linh chưa? Bây giờ mọi người tạo một thư mục chuột phải này. New Directory này. Tạo thư mục tên là bài mấy nhỉ? Nay bài mấy mọi người? Bài 5 à? 6. Khiêm rồi nhá, khiêm rồi. Mọi người đặt là bài 6 đi. Và tạm thời đặt cho như anh một cái file index.html đi. Rồi, để đấy đã. Thì bây giờ sau khi tạo xong thì em chú ý nghe như anh nói một chút đã, rồi chúng ta mới lúc nào như anh bảo mọi người thực hành sau ấy. Còn tạm thời bây giờ thì mọi người tạo file xong thì cùng comment một cái để bắt đầu như anh giảng cái phần hôm nay đã mọi người nhé.
xong tạo xong thư mục này, tạo xong file index này thì gõ một đi anh em ạ. Rồi, chúng ta đến với khái niệm đầu tiên của bọn này một chút. Thì HTML anh em đã biết là nó để làm gì, nó sẽ để làm trang web rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta phải rất lưu ý, đó HTML nó chỉ làm được cái khung, làm khung của trang web. Làm khung tức là sao? Tức là nó có thể dựng lên các thẻ mặc định cơ bản của nó, chứ nó không thể nào làm đẹp cũng như là không thể nào làm cho trang web đấy nó hoạt động linh hoạt được. Thế là chúng ta sẽ có thêm là CSS sẽ để làm gì? Làm gì? Định dạng à? Trong bọn lập trình nó có một từ là định dạng trang web, định dạng HTML. Tức là sao? Tức là bây giờ ví dụ chúng ta đang có một cái H1 đi. H1 chúng ta có chữ hello hiểu không? Đấy, chạy thử xem này. Chúng ta có H1, chúng ta có hello thì mọi người sẽ thấy nó hiện như thế nào. Nó hiện màu đen và chữ hello to đùng như thế. Và chúng ta có thể hiệu chỉnh lại nó thành màu xanh, màu vàng cũng được bằng cách là chúng ta viết style này. Ta viết color này, blue này. Đấy. Thì chúng ta có ngay màu xanh. Thì cái này nó gọi là CSS, nó là một cái thứ để định dạng lại HTML. Cái dạng mặc định của HTML nó chỉ là dạng đen trắng thôi. Và nếu mà chúng ta muốn thay đổi dạng của nó thì chúng ta dùng CSS. Tôi sẽ có chi tiết CSS sẽ học sau. Hôm nay chúng ta nhắc qua về nó thôi. Thế bây giờ hôm nay chúng ta học JS thì để làm gì? Nếu mà tác dụng của JS với HTML á, làm cho HTML hoạt động. Hoạt động. Đấy. Hoạt động như nào? Bây giờ nhìn mọi người sẽ cùng thử một cái trước. Bây giờ mọi người sẽ có button đi. Chỉ đơn giản là ấn đi, ấn. Chưa làm gì cả nhé, chỉ có đơn giản như này thôi. Và bây giờ mọi người muốn là chúng ta hiện nó lên thì chúng ta sẽ có cái ở đây. Chúng ta bấm vào nó sẽ chẳng có hiện tượng xảy ra đâu anh em ạ. Như này. Thì bây giờ muốn nó bấm vào nó làm cái gì đấy thì sao? Bởi vì là trong quá trình chúng ta sử dụng web ấy, thì gần như là chúng ta bấm vào ấy, thường thì nó sẽ có cái hiệu ứng đi theo kiểu thế, hoặc nó có hiện tượng đó xảy ra chứ không phải nào mà nó lại bấm vào chẳng có hiện tượng gì này. Thế lúc đấy chúng ta phải dùng cái gì? Thì đấy chính là lúc mà cần JS mọi người ạ. JS nó sẽ làm cho cái nút này hoặc là bất kỳ một cái thứ gì đấy có thể hoạt động được. Ví dụ đây thì như anh có thể với một cái on click, on click này, con viết đó viết một chữ alert thôi, alert một đi như này. On click bằng alert 1. Cái alert là gì tính sau mọi người ạ? Tạm thời thì như anh sẽ đơn giản là cứ dùng đi đã, thử cái. Bây giờ bấm thử này. Chạy trình duyệt đi cho nó dễ. Đấy, khi bấm vào nó sẽ xuất hiện một cái như này. Thì cái hiện như thế này hoặc là tức là sao? Tức là chúng ta đang làm cho cái nút đấy nó có thể ấn được. Ấn và xảy ra một hiện tượng gì đấy thì đấy chính là tác dụng của gì ạ? Của JS mọi người ạ. JS nó sẽ làm cho HTML có thể hoạt động thay vì nó là tĩnh. Vậy thì đấy là tác dụng của ba hàng này với nhau. Thế thì JS ngoài cái kiểu này ra chúng ta học thì phải học như thế nào? Thực ra thì chúng ta sẽ không phải là chỉ học JS để làm từ đầu là làm cho cái HTML hoạt động đâu mọi người ạ. Chúng ta học học JS đây là học học kiểu học ngôn ngữ lập trình, học ngôn ngữ lập trình nhé. Lập trình thì không không biết là anh em còn nhớ những cái ngôn ngữ lập trình thì chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái gì không? Và nhớ 6 cái mà chúng ta đã hôm trước như anh có nói là phải biết để học lập trình nhỉ? 6 cái gì có nhớ không ạ? 6 hay 5 nhỉ? Đầu tiên là gì ạ? Nếu mà chúng ta học JS để học một cái ngôn ngữ lập trình hoặc học học lập trình ấy, để học ngôn ngữ lập trình hoặc là học lập trình thì chúng ta phải học qua những cái như sau. Đầu tiên là chúng ta học nhập xuất. Hai là chúng ta học biến kiểu dữ liệu và toán tử. Ba, chúng ta sẽ học về điều kiện. Bốn là vòng lặp. Năm là mạng. Và sáu là hàm. Thì anh em rất là lưu ý nhé. Trong cả quá trình học lập trình của chúng ta ấy, học lập trình nhé, thì chúng ta đều đi từ thứ tự như thế này. Và bây giờ chúng ta lựa chọn JavaScript là ngôn ngữ đầu tiên để học lập trình ấy, thì chúng ta cũng phải đi thứ tự như thế này. Ở trên thì như anh chỉ đề cập tới là JS nó ảnh hưởng như thế nào với HTML, CSS thôi.
Còn hiện tại thì như anh đang dạy mọi người là dạy học ngôn lập trình, học lập trình, thì chúng ta sẽ đi từ 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 như thế này trước, rồi chúng ta mới vòng lại để cái h thằng JS này nó sẽ tương tác nhiều hơn với thằng HTML sau. Được chưa? Thế bây giờ để có thể dùng JS ở trong HTML thì chúng ta có những cách nào? Ngoài cái cách mà on click ra, on click này là một cách cách đầu tiên này. Tuy nhiên thì cách chính thống mà chúng ta dùng ở đây á, thì anh sẽ hướng dẫn mọi người dùng viết thẻ script. Thẻ script nhá. Được chưa? Trong thẻ này thì mọi người sẽ viết mã JavaScript. Đấy, nó sẽ tác dụng khác mọi người nhé. Cái thẻ này nó rất đặc biệt, những cái thẻ khác thì nó để hiển thị, riêng thẻ này á, nó lại phục vụ chức năng mọi người ạ. Chuyên chuyên để viết JavaScript, tức là bên trong này mọi người chỉ viết JavaScript thôi. Mọi người viết thẻ HTML và nó sẽ không nhận, nó bị lỗi. Đấy, đoạn này chỉ viết JavaScript. Và chúng ta sẽ bắt đầu với việc nhập xuất. Nhập xuất là gì? Nhập xuất là quá trình mà mọi người hình dung khi mà chúng ta có một cái sản phẩm web bất kỳ, thì chúng ta sẽ cần thao tác đầu tiên là thao tác chúng ta, dù là chúng ta tương tác với Facebook hay cái gì đó chẳng hạn, bất kỳ cái gì, đúng không? Như này đi, thì chúng ta sẽ vào trang Facebook này, mọi người ấn cái thao tác đầu tiên mọi người làm với một trang web bất kỳ ạ, thì chắc chắn mọi người phải đăng ký hoặc đăng nhập rồi, thì cái thao tác đấy chính là thao tác nhập vào. Nhập vào xong nó xuất hiện một cái gì đấy chính là xuất, mọi người in ra màn hình ạ, thì gọi là xuất. Trong lập trình người ta sẽ nhập môn thì người ta sẽ gọi như thế, nhập vào và xuất, chứ không ai gọi là in ra gì cả. Đấy, thì chúng ta sẽ học đầu tiên là thao tác in ra màn hình bằng JS trước đi. Chúng ta sẽ học cái đầu tiên là một này. Một là in ra bằng chất bằng JavaScript. Chúng ta sẽ có một vài cách như sau rồi ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ có alert một. Đây. Rồi. Cái gì nhỉ? In ra bằng JavaScript tức là sao? Tức là thay vì chúng ta viết HTML bên trên ấy, thì mình sẽ sử dụng cái đoạn viết một cái gì đấy trong đoạn script này để nó hiện được một cái gì đó ở trong màn hình. Thì ý nghĩa của đó chính là in ra bằng JavaScript, và câu đầu tiên như anh hướng dẫn mọi người đó là alert. Với alert thì mọi người xem này, chúng ta sẽ có một cái hộp thoại hiện ở đây, nó sẽ hiện thông tin bên trong. Cái số 1 này đâu ra này? Số 1 này chính là cái thứ mà chúng ta điền trong ngoặc. Ví dụ như anh điền đây là xin chào như anh ạ. Thì đây là số 1. Thì thay vì số 1 thì bây giờ nó sẽ hiện là xin chào như anh ở đây. Chưa? Ok, thì tiếp tục thì chúng ta sẽ có, đấy là in ra thiệu thoại. Bây giờ muốn in ra trang trang HTML thì sao? Tức là thay nó giống in như H1 các thứ ngày xưa ấy, chúng ta biết in kiểu gì? Thì nó sẽ có document write. Thằng này sẽ để in ra trang web anh em ạ. Còn cái kia nó hiển thị hộp thoại nhé. Thì ở đây như anh sẽ biết là hello nhỉ. Và một dạng cuối cùng luôn, đó là dạng console.log. 123 đi. Thì ok, nó sẽ vẫn hiện cái hộp thoại như anh ở đây. Xong nhé. Ấn ok này. Nhưng mà cái hello anh em thì hiện ở đây rồi. Cái hello anh em chính là cái document write ấy. Là cái này này. Thế thì cái còn cái này sẽ nằm ở đâu? Thì cái này mọi người sẽ biết nó nằm ở trong phần console log, tức là mọi người chuột phải này. Chọn kiểm tra này. Thì nó sẽ nằm trong phần này. Đây, nó nằm ở đây. Tạm thời cách này, thực ra cách này sau này dùng nhiều, nhưng mà tạm thời thì chưa cần nhiều đâu anh em ạ. Thế là tạm thời như anh giới thiệu với console log thôi nhé. Chưa cần mọi người phải xử lý được luôn console log. Bây giờ tạm quay lại bên kia đã. Bỏ console log đi. Chúng ta quay lại với alert và document write. Thì đây là hai cái cần anh em thử luôn ạ. Mọi người dành mấy phút thử cho nhanh nào. Viết thử vào xem nó được không. Xong thì lại có một đó. Vâng, xanh ạ. Ok ạ. Rồi, anh em được chưa? Thử được chưa anh em ơi? Có một đi nào.
Rồi, tiếp anh em ạ. Anh em lại vẽ lên cả màn hình này. Chịu rồi. Để clear quả này nè. Clear ở đâu ta? Đây không? Rồi. Thì đấy là nội dung xuất. Nói về nhập thì nói chay nó sẽ hơi khó mọi người ạ. Nhập thì chúng ta sẽ có cần ý một chút trước. Trước khi học nhập thì chúng ta nên học biến trước. Biến là gì ạ? Với biến anh em ạ. Biến. Biến ở đây chúng ta sẽ hiểu là chúng ta cần biết khái niệm của nó. Và thứ hai là cách tạo ra biến. Gọi là cú pháp đi. Sẽ có hai thứ cần quan tâm như thế. Một là khái niệm của biến, hai là cú pháp. Đấy, thì đấy là những thứ chúng ta cần quan tâm. Thì khái niệm và cú pháp là gì? Đầu tiên khái niệm trước. Khái niệm biến nó sẽ là một một gì ạ? Một cái tên. Biến sẽ được gọi là một cái tên mà có thể lưu trữ giá trị bên trong, giá trị và có thể thay đổi được và thay đổi được. Đấy, biến là một cái tên có thể lưu trữ giá trị và thay đổi được. Thế thì cú pháp tạo ra cái biến là gì? Đầu tiên chúng ta sẽ có từ khóa let, sau đó cộng cái tên mà chúng ta muốn. Ví dụ cái tên mình đặt là x đi, chúng ta viết như này, x đó. Thế thì x này sẽ làm được cái gì? X này nó sẽ có thể lưu trữ giá trị và nó có thể thay đổi được. Tức là sao? Từ bây giờ như anh sẽ bắt đầu tự tạo ra biến này, let này, x này bằng 10 này, đúng không? Và bây giờ mình có thể thay thế x thành 15 cũng được. Và sau đó mình thử in ra đi. A lớn x. Rồi mọi người thử với cái ví dụ đầu tiên về biến đi. Xem nó có được không? Được thì mọi người lại gõ vào đây. Xem tí nó có a lớn đến số 15 cho mình không hay là số 10. Biến là một cái tên mà nó có thể lưu trữ giá trị bên trong và có thể thay đổi được. Anh em hiện được lên gõ một rồi anh em ơi, có để còn chạy tiếp nào. Ok rồi đúng không? Giờ chúng ta sẽ đi vào đấy, biến thì biết rồi, biến thì học xong thì chúng ta mới học cái nhập được. Tại vì sao lại thế? Là cái quả nhập của chúng ta ấy, khi mà chúng ta nhập liệu vào ấy, thì thường người ta sẽ không thể sử dụng được luôn, người ta thường sẽ phải lưu vào một cái biến. Tại sao lại phải lưu vào biến? Tại sao phải lưu vào biến mà chúng ta không dùng luôn? Và khi mà lập trình xong thì người ta nhập nhập liệu các thứ, người ta sẽ lưu vào một biến để người ta thể dùng nhiều lần thay vì tính toán luôn. Thường thì người ta có thể nhập vào bất kỳ cái gì đấy và người ta dùng nó nhiều lần chứ không phải một lần, nên là người ta sẽ phải lưu vào một nơi nào đấy, thì biến sẽ là lựa chọn để lưu. Thế bây giờ mình nhập nhập như thế nào? Tức là sao? Tức là chúng ta hình dung là bây giờ chúng ta sẽ chạy cái này lên, thì nó không chỉ là hiện lên một cái này mà nó sẽ hiện một cái gì đó để chúng ta thể nhập vào được. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm với ví dụ bị nhập. Nhập thì bây giờ như anh sẽ tạo một biến y và như anh sẽ để nó bằng from và một lời dẫn ở đây là nhập vào nhé. Thì nếu mà chỉ viết như này thôi á thì nó sẽ hiện lên một cái này,
nhìn thì có vẻ khá là giống alert ở chỗ là localhost chấm 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 này, nhưng mà nó khác ở chỗ là thằng alert ấy, nó chỉ hiện ra thôi, nó không có cái ô này để nhập, còn thằng thằng này nó sẽ cho để nhập này. Hello, như anh ơi, Vâng. chị thắc mắc một cái, đó là ở phía trên đó mình sử dụng hai cái biến x, một cái x là 10 với một cái x là 15, mà tại sao nó lại hiện ra là 15? Ok. Rồi. Thì giải thích cái vật cho biến một chút đã nhá. Thế thì chúng ta sẽ để quay lại với số dòng 27 và dòng 28. Dòng 27 chúng ta có let x bằng 10. Thì cái dòng này chúng ta sẽ hiểu là bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái biến, máy tính nó sẽ quản lý hộ mình cái biến này, và cái biến đấy đó, nó sẽ tạm thời lưu giá trị là 10. Được chưa? Đấy nhá, dòng 27 này tạo ra một biến tên là x, và tạm thời x sẽ có giá trị là 10. Thì đó là ý nghĩa của dòng 27. Bây giờ dòng 28 sẽ ý nghĩa là gì? Nó có phải là tạo ra biến x một lần nữa không? Thì không mọi người nhá. Chỉ khi nào mọi người thấy cú pháp là có từ khóa let ở trước á, thì nó mới là tạo mới. Còn nếu mà không có let á, và chúng ta viết á, thì ý nghĩa của nó sẽ là thay đổi giá trị của biến. Tức là ví dụ ở dòng 27 chúng ta tạo ra một thứ có giá trị là 10 tên là x. Thì đến dòng 28 á, chúng ta sẽ là x với là 10 á, thì bây giờ sửa thành 15 cho tôi. Đó, đấy là lý do tại sao mà chúng ta lúc mà alert x á, chúng ta sẽ có 15 chứ không phải là 10 ạ. Chỗ này ok chưa? Ok. Vâng, Dạ. ok. Thôi cho em hỏi cái. Ok. Em in ra alert bằng x nhưng mà nó chạy không có ra. Em có thể vứt code vào trong chat hoặc chụp ảnh cái đoạn code đấy. Dạ. Thì em mấy đứa mà anh em hỏi lỗi anh em cứ chụp ảnh màn hình với code à với chat nhé. Nó dễ. Hoặc là có code vào chat cũng được. Mời xem thử cái code của bạn đấy một chút. X bằng 10, bằng 15. Chạy thử này. Cái dòng dòng này sai này, dòng này sai này, bạn bạn này ai đây, hiểu à, hiểu cái dòng này sai nhá. Cái đoạn comment này thì cái comment là gì, comment là một cái thứ để cho chúng ta viết những ký tự bất kỳ mà lỗi code nó không bị lỗi ấy. Nhưng mà ký tự này thì lại bị sai này, thì thôi thì em cứ tạm thời cái comment trong JS thì nó sẽ chỉ có cái kiểu cái đằng trước thôi, nó không kiểu viết như kia đâu. Thì nếu mà em bị lỗi hiện tại em tạm thời bỏ hết cái comment đi đã, thì em sẽ thấy nó chạy bình thường. Đấy, thì cái comment mà cái dạng như này á, là comment của HTML mà lồng vào trong JS nó sẽ lỗi, nên là tạm thời mọi người chưa cần đấy đâu. Bỏ cái phần comment kia đi đã. Để lại này là chết này. Chú ý của JS nó chỉ có dạng sọc sọc chéo này thôi, không có dạng như này đâu. Vậy thì đấy là thao tác chúng ta khai vào biến và in nó ra. Rồi chúng ta sang đoạn nhập một chút nhé. Nhập thì chúng ta sẽ có prompt, cái này sẽ để nhập nhé, kể cả mọi người không viết let y bằng thì nó vẫn để nhập thôi, thực tế nó vẫn như thế. Nhưng bây giờ mọi người nhập vào xong ấy, để làm cái gì mới được, nhập vào thì ok, tức là cái này nó sẽ hiện ra một cái chỗ để mọi người nhập, chắc chắn như vậy rồi. Nhưng mà nhập vào xong thì mọi người làm cái gì cơ, nhập vào xong chúng ta sẽ làm được cái gì với nó mới là vấn đề anh em ạ. Nhập vào xong thì mọi người sẽ cần lưu nó vào trong một cái biến mọi người ạ. Tức là sao? Tức là khi mà chúng ta nhập xong nhé, ví dụ chúng ta ở đây chúng ta nhập 1, 2, 3 chẳng hạn, thì ấn OK một phát á, thì lúc đấy á, code chạy thì cái số 1, 2, 3 sẽ lưu ở đây. Và chúng ta có thể dùng số 1, 2, 3 đấy làm nhiều thứ. Và tạm thời như anh chỉ đơn giản là in ra cái số 1, 2, 3 ấy đi. Alert Y. Không phải in ra 1, 2, 3 mà in ra Y anh em nhé. Đây, ví dụ là như anh sẽ nhập vào số 1, 2, 3, 4 đi. Ấn OK này. Nó sẽ in ra 1, 2, 3, 4 luôn. Đúng không ạ? Đấy, mọi người có thể nhập bất kỳ cái gì nhá, ví dụ nhập như anh chẳng hạn. Đó, được chưa? Anh em thử nhập đi. Sau đó thì mọi người có thể thử một cái ví dụ này luôn, làm thử luôn nhá, đó là nhập vào hai biến a phẩy b, in ra tích hai biến đó. Rồi, làm một bài cơ bản thế này thôi, mọi người thử làm xem có vấn đề gì không, xem nó có in được không nhá. In thì chúng ta vẫn dùng alert nhé.
Trước bạn này mọi người nhá, thì nãy chúng ta có khai báo biến này, x bằng 10 này, chúng ta thay đổi x thành 15 rồi này, chúng ta có khai báo biến này và chúng ta cho người ta nhập vào biến đấy rồi này, chúng ta in ra biến rồi. Thì bây giờ bài nâng cấp hơn một chút là nhập vào hai biến, in ra hai biến đó đúng không? Thì bây giờ chúng ta làm như thế nào? Thì anh sẽ tạm thời xóa bỏ những cái đoạn trên đi đã, anh sẽ viết từ dòng này thôi. Thì chúng ta sẽ viết thế nào? Thì chúng ta sẽ có cú pháp less có một tên biến là a, chúng ta dò dấu bằng. Mọi người nhớ chỗ này chúng ta có prompt. Rồi chúng ta sẽ yêu cầu là nhập vào a. Đấy. Chỗ này thì mọi người muốn copy nhanh một chút trong WebStorm nhé, thì mọi người có thể dùng phím tắt là Ctrl D nhé, Ctrl D trên Win hoặc là Command D ở trên Mac, thì nó sẽ copy nhanh cái dòng đấy mà không cần bôi đen này. Như này, mọi người sửa B đâu, Ctrl D anh em nhé. Với thao tác này thì chúng ta đã làm xong nửa đầu tiên, đó là nhập vào hai biến A, B rồi. Bây giờ chúng ta muốn là in ra hai biến đó thì chúng ta in kiểu gì? Thì mọi người sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ dùng alert để in này. Alert, alert cái gì mới được? À, thì nó sẽ alert A sau B thôi. Trong lập trình nó sẽ không có cái dấu nhân. Dấu nhân là dấu x ấy, bởi vì nó bị trùng ký tự hay gì đấy, thì người ta dùng dấu sao để biểu thị cho phép nhân. Thế là chúng ta sẽ có một cái bài như thế này. Chúng ta nhập vào 10, chúng ta nhập vào 20. Thế ra 200. Ôi chưa. Thì bây giờ mọi người có thể thử một chút, đó là mọi người thử vẫn là bài đấy, nhưng chúng ta làm thêm hai ý, đó là in ra tích này, thương này, phải hiệu này, phải tổng đi, xem là có vấn đề gì không nhé. Trong quá trình mọi người làm bốn cái này, có vấn đề gì thì mọi người nhắn cả để xem nó có xử lý được không nhé. Anh em làm thử cả bốn vấn đề nhé. Có anh Lộc ạ. Cứ trong WebStorm thì bất kỳ cái ký tự gì trên màn hình á, cứ Ctrl D nó sẽ copy nhanh. Cứ bằng Ctrl C, Ctrl V cộng với nhau ấy, đấy là Ctrl D. Còn bây giờ thì mọi người làm cho Như Anh cái này đi. Tức là nãy chúng ta in ra tích rồi, giờ mọi người in ra cho Như Anh bốn cái. Tích, thương, hiệu và tổng của hai biến AB. Chuẩn rồi anh em ơi, chuẩn rồi đấy. Nó mà cộng được mới là sai ấy. Anh em mà thấy nó không cộng được là chuyện bình thường nhá. Thì anh em cứ đợi anh em khác nữa đi, chờ 5 phút đi xem vấn đề gì không. Em còn lại chết mở nhầm mic anh em. Ok ok ạ. Rồi anh em còn lại đến cái chỗ mà
cộng đến tốt cộng mà bị lỗi thì mọi người comment một để chúng ta chiến tiếp vào, chúng ta giải quyết vấn đề thôi. Đến chỗ cộng mà bị lỗi nhá thì anh em comment nhá, anh em mà không lỗi hoang mang lắm nhỉ, mỗi là đỉnh lắm ấy. Không được, không được. Ok rồi đúng không? Thế bây giờ như anh thử nhá, như anh in cả bốn cái một lúc đi ra nhá. Có một cái vui thế này, đó là alert. Thì thường mọi người lúc mà mọi người alert nó sẽ bắt mọi người xác nhận đúng không? Đây, ví dụ là trừ này, hoặc là như anh có phép cộng nữa đúng không? Đấy, như này. Thì thường lúc mà mọi người nhập xong ấy, nếu mà dùng alert thì như anh có bốn cái alert để in bốn kết quả đúng không? Như anh nhập số 10, số 20 này, thì nó bắt mọi người ấn ok tới 4 lần mình mới xem được hết kết quả của mình, tức là mình phải xem từng cái một đó. Thì giải pháp là gì? Thực ra thì giải pháp rất đơn giản thôi, đó là chúng ta thay vì chúng ta dùng alert, mọi người dùng cái document write ấy, nó sẽ in một loạt luôn trên màn hình luôn, nó nhìn rất là dễ. Thì tùy không, document write thì chắc chắn là cú pháp nó sẽ bị dài hơn một chút rồi. Ok nó đi, nếu nó có lỗi không ạ, chắc là không sao đâu. Thì anh thử cái document write nhá, xem có sao nhá. Mời 20 này, đây. Tuy nhiên nó lại bị liền thành dòng mọi người ạ. Liền thành dòng thì anh em có nhớ là thẻ nào dùng để xuống dòng không nhỉ? Anh chị em có nhớ thẻ nào dùng để xuống dòng không? Đúng rồi, đúng rồi. Có hai thẻ dùng được, đó là BR hoặc HR đều được. Thế thì chỗ này chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta viết thêm cái thẻ BR vào đây bằng cái dấu cộng và dấu nháy. Chút nữa chúng ta sẽ làm rõ là tại sao lại phải là cộng với nháy rồi mới được viết BR. Còn bây giờ thì mọi người cứ viết thử xem nó có xuống dòng không rồi tính. Nhập vào số 10, 20 với 10 đi sao dễ nhỉ? 20 với 10. Chúng ta sẽ thấy kết quả ở đây rồi. Chúng ta sẽ có số 200 là đúng rồi tích này. Số 2 là thương, số 10 là hiệu và số 2010 đó là tổng. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị học tới thứ mà giải quyết được vấn đề đấy. Thì bây giờ anh em tạm thời xử lý cái đoạn document write vào đã. Em là chuyển thành document write với xuống dòng được rồi á, thì mọi người lại gõ một thì anh chạy tiếp nhé. Chưa anh em ơi, xong thì anh em có một thử nhá, xem nó xuống dòng chưa nhá. Nói chung là in cái này thì nó nhìn kết quả nó trực quan hơn, in cái kia thì ấn hơi lâu anh. Có cái kia mà anh em in quả chụp kết quả là chắc là bấm gãy tay đấy. Ok chưa mọi người? Next nhá. Thế như anh sẽ tạo thêm một file nữa. Vừa rồi là chúng ta học về biến này, chúng ta học về nhập xuất này, thì xong một nội dung nhỏ nhỏ như thế. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đi sâu hơn vào biến mọi người. Là bọn này. Thì như anh sẽ tạo một file nữa này, là file HTML thôi, nhưng mà chúng ta đặt tên nó là toán tử đi. À, kiểu dữ liệu. Hoặc đặt là toán tử đi cho nó hay. Toán tử chấm HTML. Tạm thời đoạn này thì mọi người lại nghe một chút đã nhé, chưa cần làm vội, từ từ. Thì để viết ra script thì mọi người nhớ là chúng ta có thẻ script này. Trong này thì nhớ phần chú thích của nó, tức là phần đảm bảo code nó không không bị lỗi ấy.
viết cái gì để không lỗi á, thì mọi dùng dấu gạch này nếu mà trong script, còn trong HTML thì chúng ta mới dùng cái này. Ở thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến một nội dung tên là kiểu dữ liệu trước. Kiểu dữ liệu là gì? À, cái biến của anh em ấy, những cái biến của mọi người tạo ra ấy, nó sẽ không phải là cái biến nào giống biến nào mọi người ạ. Có những cái biến ấy, nó sẽ là giá trị là chuỗi, có những cái biến thì lại giá trị là số, có những cái biến thì lại không phải số, không phải chuỗi. Thì cái đấy nó là gì? À, thì kiểu dữ liệu đây ấy, đó là dạng dữ liệu mà biến đang chứa. Thì nói về kiểu dữ liệu ở trong JavaScript thì nó sẽ chia được hai loại to nhất, còn đương nhiên nó sẽ có khoảng 7 loại, tổng cộng là 7 loại nhé. Nhưng mà tạm thời thì mọi người sẽ quan tâm cho nhanh hai loại trước, đó là loại số, số trước, số và chuỗi. Chuỗi nhé, chuỗi không phải chữ nhé, chuỗi nó to, chữ rất là nhiều mọi người ạ. Số này thì chúng ta sẽ có trong tiếng Anh nó gọi là number, còn chuỗi trong này sẽ gọi là string, được chưa? Đấy, số và chuỗi. Thế thì tại sao lại phân biệt như thế này, nó tác dụng là gì? Phân biệt như này để nó sẽ hình dung là trong một vài ngôn ngữ lập trình nó sâu xa hơn á, thì cái thằng số nó sẽ tính toán nó khác, chuỗi tính toán nó khác, bộ nhớ nó sẽ dùng khác nhau, nó đỡ tốn hơn mọi người ạ. Thế thì trong JavaScript thì sao, cái số và chuỗi nó cũng có các phép toán khác nhau mọi người nhá. Ê, trước khi mà nói đến phép toán của từng loại thì chúng ta sẽ cần quan tâm là làm thế nào để mình biết nó đang là số hay là chuỗi. Thì mọi người lưu ý này, chúng ta có let này, x bằng 10 này, ta sẽ là gì, số hay chuỗi ạ? Nó chỉ là số thôi nhá. Như nào là chuỗi, nào sẽ tạo ra một thằng chuỗi bây giờ. À, thì mọi người lưu ý là như này sẽ là chuỗi này, y bằng như này đi, như anh ạ, thì cái này sẽ gọi là chuỗi hay gọi là string nhá. Thế thì giờ hỏi mọi người, let z bằng 15, thế thì cái này là số hay chuỗi nào? Anh em trả lời nào, còn anh em comment cho như anh biết nào, cái này là số hay chuỗi? Chuỗi. Chuỗi, đúng rồi. À, đúng rồi nhá, nhận diện rất là đơn giản đúng không? Nhận diện của chúng ta sẽ là cặp ngoặc này, nó sẽ là chuỗi. Thế thì bây giờ cái này thì sao, 15 thì sao, nó có là chuỗi không? Cái này thì anh em lưu ý là cũng là chuỗi, và cái chuỗi ở trong JavaScript ấy, nó sẽ được định nghĩa khá là đơn giản thôi, đó là nó sẽ được bắt đầu bằng một cái ký tự, tức là nó được bọc trong một cái ký tự nháy này, nháy này, cái nháy đơn này, nháy nháy một một nháy á, nháy kép này hoặc là nháy này nữa, cái nháy mà cạnh số 1 á. Nhưng bàn phím em không có sao mọi người, cái bàn phím cái số 1 của mọi người nó có một cái gì nhỉ? Ký tự gì nhỉ, ký tự mà dấu 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 phẩy, nó kiểu dấu huyền đấy, đây này, đây, may quá. Chờ chờ chờ, thế là cho mượn nhá, mượn của anh em một chút. Thì đây, ký tự nó đây, ký tự này này chính là một ký tự nữa, cũng có thể đặt là chuỗi được mọi người. Thì ba cái này đều là chuỗi nhá. Mỗi thằng thì thực ra thì ba thằng này nó dùng chéo cho nhau được, không hẳn là mỗi thằng có tác dụng riêng, mà là nó có những cái trường hợp mà nó cần sử dụng đặc biệt ấy, nó sẽ cần sử dụng lẫn lộn á, thì người ta sẽ có tác dụng riêng của từng loại. Còn tạm thời bây giờ thì chúng ta sẽ hiểu là nó giống nhau, đều là chuỗi nhá, ba cái này đều là string, kể cả nó có số bên trong ấy mà nó có ngoặc bên ngoài, nó vẫn là chuỗi mọi người ạ. Đấy, thì về kiểu dữ liệu như anh sẽ cần mọi người biết hai kiểu dữ liệu này đầu tiên, số và chuỗi trước, và chuẩn bị học tới một cái tên là toán tử thì mọi người sẽ hiểu ngay là tại sao cái bài lúc nãy chúng ta làm phép cộng nó bị sai nhá. À, tí nữa sẽ giải thích cái đấy, thì tạm thời dừng ở chỗ này một chút. Đây là kiểu dữ liệu rồi. Thực ra với kiểu dữ liệu ở bên JavaScript ấy, thì mọi người chỉ cần hình dung là mọi người hiểu là khi nào chúng ta tạo ra biến ấy, thì nó là chuỗi, khi nào là số rồi. Còn nếu mọi người học ngôn ngữ khác ấy, thì nó sẽ cần biết là cái kiểu dữ liệu đấy nó cho phép cái gì. Còn bên này thì khá là dễ, bên này ông đặt là cái gì nó là cái đấy thôi. Ví dụ như là bên bên C hoặc là bên C cộng cộng gì đấy nhá, nó sẽ khai báo là INTA này thì mới là số, sau đó thì string B thì mới là chuỗi, và bắt buộc phải là chuỗi. Còn thằng này thì mọi người thay đổi thoải mái nhé. Ví dụ ở đây x bằng 10 ấy, là number ấy. Ở dưới mọi người cho nó bài thành 10 này là thành chuỗi luôn anh em ạ, nó không lỗi đâu nhá. Ngôn ngữ khác thì có thể lỗi chứ ngôn ngữ này thì không. Nói chung là thằng này dễ dãi anh em ạ. À, string ấy. Ok, chỗ này dừng một chút. Anh em có cần thêm thông tin gì về cái chỗ này không? Có gì không mắc chỗ này nữa không? Cho anh em một phút nhé. Anh em có câu hỏi nào thì mọi người đặt cho như anh để anh giải đáp cho chỗ này luôn.
Còn sau đấy chúng ta sẽ sang phần toán tử. Thì hôm nay chúng ta học nhập tổng quan JS rồi này, thì mọi người đã xác định được là nó có tác dụng thế nào với HTML rồi. Và thứ hai là chúng ta phải xác định là chúng ta chưa học ngay lập tức cái việc nó tác động với HTML nhiều, mà chúng ta đang học lập trình với nó, nên chúng ta sẽ bắt đầu từ nhập xuất, sau đó đến biến kiểu dữ liệu của toán tử. Thì chúng ta đã biến rồi này, nhập xuất rồi, bây giờ chúng ta đến kiểu dữ liệu rồi, chuẩn bị chúng ta sẽ đến toán tử anh em ạ. Toán tử đấy, thì đấy là những cái mà chuẩn bị tới. Rồi, thế thì không vấn đề gì thì next nhá. Let's start constant á. Let's start constant. Nếu mà Ngọc Thanh là một bạn đã có kiến thức đến xong phần hàm rồi nhá, thì chúng ta có thể trao đổi riêng chỗ này. Bởi vì nếu như anh giải thích ở đây thì tất cả mọi người sẽ đều không hiểu ba cái đấy là gì. Nó không đơn giản là chỉ là ba cái khai báo đâu, nó sẽ mang ý nghĩa khác nhau nhé. Có chăng định hàm constant này, constant nó sẽ có thể dễ hiểu hơn một chút. Ví dụ constant a bằng 10 chẳng hạn, constant nó được hiểu là hằng của mọi người nhé. Hằng là sao? Hằng nó khác biến chỗ nào? Hằng là vĩnh hằng, là cái gì đấy nó gọi là cố định của mọi người, nó gọi là gì? Nó là không đổi đấy mọi người, chuẩn nhá. Ví dụ mọi người đang đặt a bằng 10, mọi người không có cách nào chuyển nó thành 15 được, nó sẽ bảo là ông đã định nghĩa tôi là hằng thì tại sao ông còn đổi nữa đấy, kiểu thế. Thì constant rất dễ hiểu, nhưng mà cái va so với hai thằng này á thì nó lại không phải nội dung chúng ta nên trao đổi hôm nay, để hôm khác mọi người nhá. Cái đấy thì phải đến tận bài hàm như anh mới giải thích cho mọi người hiểu được va nó khác let và constant thế nào. Còn constant và let thì nó khá là dễ để hình dung thôi, một thằng là biến, một thằng là hằng. Constant thì khai báo hằng, hằng là một thứ chúng ta không được phép thay đổi sau khi đã tạo nó một lần, còn biến thì thoải mái. Thì nếu mà Thanh đã học xong phần hàm rồi thì có thể nhắn tin riêng, nhưng anh sẽ giải thích cho Thanh riêng. Rồi ok, chúng ta tiếp tục với toán tử. Toán tử này thì chúng ta sẽ cần chia làm một vài loại như sau. Về toán tử chúng ta sẽ có cái chỗ này hơi khó nhìn. Chúng ta sẽ có toán tử cán, toán tử số học, toán tử so sánh, toán tử logic. Thì đấy chính là những toán tử chính mà chúng ta sẽ làm quen. Cái toán tử gán là gì? Toán tử gán thì chúng ta sẽ hình dung đó là một vài cái thứ sau. Cái toán tử đầu tiên chúng ta học ấy, nó không phải là cộng trừ nhân chia đâu, nó là dấu bằng đấy mọi người ạ. Dấu bằng được gọi là một toán tử đầu tiên, toán tử gán. Thế còn cái gì nữa không? À, nó còn khá là nhiều loại ấy. Nó sẽ có cộng bằng này, cộng bằng, trừ bằng, nhân bằng, chia bằng và phần trăm bằng. À, chỗ này hơi ngược rồi, để chúng ta phải quay lại học cái bằng số học đã nhỉ. Tạm thời để bọn này đây đã nhá, thì anh sẽ giải thích tiếp nhé. Chúng ta sang bọn số học một chút. Số học thì nó chính là bọn cộng trừ nhân chia của mọi người ạ, cộng trừ nhân và chia, và nó có thêm một thằng là phần trăm. Chúng ta sẽ cần làm rõ thằng này nhé. Cộng trừ nhân chia thì chúng ta rất dễ hiểu rồi, nhưng mà có cái phần trăm là gì? Phần trăm là gì anh em biết không? Có anh em nào biết cái mod ở trong toán học không? MOD. Các bạn có đúng không nhỉ? Có mod đấy. Mọi người nhớ cái mod này không? Hoặc là nào, anh em nào mod là gì nào? MOD. Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người chia lấy dư nhá. Thế thì bây giờ chúng ta có một cái ví dụ nhỏ nhỏ thế này đi. Đầu tiên là phép cộng này. Phép cộng thì chúng ta dễ hiểu rồi, 3 cộng 4 thì bằng 7 thôi, đúng không? Chúng ta sẽ có C bằng 3 cộng 4 thì tí nữa C nó sẽ thành 7 nhỉ. Như này. Đúng chưa? Thì đơn giản, dễ hiểu cực kỳ, không có gì nói cả. Tiếp tục thì chúng ta có D bằng 3 trừ 4 thì chúng ta sẽ có bao nhiêu? Bằng trừ 1 thì bình thường. Nhân thì chúng ta cũng dễ hiểu thôi, E thì bằng 3 nhân 4. 3 nhân 4 này thì chúng ta sẽ suy ra được là E bằng 12. Dễ hiểu rồi. F thì chúng ta sẽ bằng 3 chia 4 thì chúng ta sẽ bằng 0,75. Thế thì chúng ta sẽ có một cái duy nhất là cái mod này chúng ta cần quan tâm. Hoặc là cái phần trăm ấy chúng ta sẽ cần quan tâm thôi. Đó là chia lấy dư. Tức là sao? Tức là ví dụ chúng ta có một cái G sẽ bằng 10 chia phần trăm 3 ấy, thì chúng ta sẽ làm sao để tính được G? 10% 3 thì làm sao mình tính được g bây giờ? G là lấy số dư nhé. Lấy dư tức là sao? Tức là ví dụ mình có cái phép chia của 10 cho 3 thì chúng ta được 3 và dư 1 đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có g bằng 1 anh em ạ.
Đấy, thì đấy là cái phần trăm. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng làm đâu đó ba bốn câu này đi để mọi người quen với g hơn nhá. À, phần trăm hơn nhá. 12% 3 đi. Thì có bao nhiêu? 12% 3 bao nhiêu ạ? Anh em thử comment nào. Không. Phép chia lấy dư đúng không ạ? Đấy, thì mọi người hình dung nhá. Phép chia lấy dư là chúng ta lấy một cái số đầu tiên này, chúng ta chia cho số thứ hai, còn dư bao nhiêu, được bao nhiêu và dư bao nhiêu thì cái số dư đấy là kết quả của phép phần trăm. Và đương nhiên là chúng ta có 12 chia cho 3 là bằng 4 và dư 0 thì chỗ này sẽ là 0 đấy. Rồi, thêm một hai câu nữa. Y thì bằng 15 phần trăm dùng để tính toán xác định là có chia hết hay không ấy. Dùng để tính xem là thường thì có mấy cái bài toán là có chia hết cho 5 hay 6 hay 7 hay 2 hay không. Mình kiểu nếu mà nó chia hết thì mình làm gì đó, kiểu thế. Đúng không? Thì chia hết mà, chia hết là chia hết, tức là mình sẽ có số dư bằng không ấy. Thì mình sẽ phải dùng cái này để mình xác định là số dư có đúng bằng không hay không. Thì đấy là tác dụng của phần trăm. Thực ra nó dùng để tính toán là chuẩn hơn. Rồi thế thì đúng rồi. Bây giờ mình có một cái ví dụ là lấy 15% 10 thì bằng bao nhiêu? 15% 10. Đúng rồi. năm Ok, chúng ta có 5 nhá, chuẩn chuẩn chuẩn. Đúng rồi anh em ơi. Chỗ này có anh em không hiểu cái chỗ này không nhỉ? Thì chỗ y bằng 15% 10 á, bằng 5 thì có ok không nào? Mười lăm chia 10 thì được 1 và dư 5 đúng không? Thì như thế là dư dư bao nhiêu ấy, thì chúng ta sẽ lấy ra để chúng ta đặt vào chỗ y, thì đấy là tác dụng của phần trăm nhá. Ok, thì đấy là những cái phép cơ bản đấy em ạ. Rồi tạm dừng ở chỗ bọn phép cơ bản một chút, cho anh em 2 phút. Em có thắc mắc gì chỗ những cái phép cơ bản này thì chúng ta sẽ giải quyết luôn trước, rồi chúng ta sẽ đến những cái loại mà đau đầu hơn một chút nữa. Nó gọi là đau đầu thì không hẳn đâu, thực ra là nó là quy tắc đấy mọi người. Chúng ta sẽ cần nắm được bọn này. Đây khó trả lời đâu ạ. Một câu mà tại sao nó lại để là dấu phần trăm thì như anh cũng không giải thích được. Đấy là cái chắc là do quy định quy quy định của tất cả các cái ngôn ngữ lập trình trước giờ đều như thế. Người ta chọn cái dấu phần trăm để biểu diễn cái đấy. Bởi vì sao người ta không để các dấu khác mà để dấu phần trăm, bởi vì là ví dụ là cái ký hiệu phần trăm của mọi người ấy, chỉ đơn giản là cái phép chia cho 100 ấy. Sau đó thì nếu mà thích thì nhân thành thêm 100 thành số á. Nên là người ta có thể dùng dấu phần trăm được mà không dùng một vài dấu khác, ví dụ như là dấu và chẳng hạn. Dấu cái dấu này này, cái dấu này nó có tác dụng riêng của nó. Đúng không? Dấu này có tác dụng riêng rồi. Đấy, dấu chấm nó cũng có tác dụng riêng rồi. Dấu phẩy cũng có tác dụng riêng rồi. Dấu a còng cũng có tác dụng riêng là đánh dấu rồi. Dấu thăng cũng vậy. Dấu chấm than cũng có tác dụng riêng là phủ định. Dấu này là có thể là số mũ hoặc là gì đấy rồi. Nên là người ta chọn là chọn cái dấu phần trăm thôi. Thì đấy là suy đoán của mình thôi nhá. Còn những cái nhà sản xuất đang ngôn ngữ lập trình á thì như anh cũng không biết được. Có thể là mấy ngày xưa không mới thấy dấu phần trăm là tạm thời chưa để làm gì thì tôi dùng để lấy phần dư. Đấy, kiểu thế. Ok. Chúng ta nhìn lại cái chỗ 12% 3 nhá. Thì mọi người phải rõ ràng là phần trăm là gì đã. Phần trăm là chia lấy dư. Tức là cái phép chia của, ví dụ là chúng ta có A này chia cho B ấy. Thì nếu mà dư bao nhiêu ấy, thì chúng ta sẽ có cái số này bằng cái số dư đấy. Thế bây giờ chúng ta lấy 12 chia cho 3 ấy, thì nó có dư gì đâu. Đúng không? 12 chia cho 3 là dư hết. Thì đương nhiên là cái phép phần trăm nó sẽ bằng 0 rồi. 12 chia cho 3 được 4 luôn, không có dư tí nào hết. Thì nên là cái phép này sẽ bằng 0 và H lúc ấy bằng 0. Là ý nghĩa của cái dòng 20. Em có thêm câu hỏi nào không ạ?
3% 4 thì nó sẽ được 0 và dư 3 thằng ạ. Được 0 và dư 3. Lấy chỉ 3 chia 4 thì được 0 và dư 3 nên là 3% 4 sẽ có kết quả là 3 nhé. Có một cái câu phần á, phần thì nó trong này nó không có tính kiểu phần huyện. Ví dụ là chúng ta muốn mô tả 1 phần 2 ấy, thì nó coi là phép tính hẳn hoi luôn á. Nó là thành 0,5 luôn á, chứ nó không có phần nhé. Cái phần đấy là cái kiểu chúng ta hiển thị ra thôi á, chứ còn về giá trị lưu bên trong á, nó vẫn là 0,5 thôi. Chỉ là cách hiển thị ra ngoài màn hình, có thể là ông hiển thị cho tôi là 1 trên 2, nhưng mà lưu cho máy tính người ta sẽ lưu là 0,5 chứ không lưu là 1 phần 2. Như thế nó tốn ký tự hơn. Hoặc là nó tốn thêm một cái phép nữa, người ta không để như thế. Rồi, chúng ta sẽ bước sang một cái nội dung mà có lẽ là chúng ta cần thiết. Có lẽ là chúng ta sẽ học cái này xong, chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề hôm nãy là phép cộng của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có quay lại kết hợp của toán tử số học và cái kiểu dữ liệu anh em ạ. Nó sẽ phát sinh vấn đề như này. Đó là cái kiểu chuỗi ấy. Chuỗi. Thì nó sẽ có một cái thứ duy nhất thôi, đó là cộng chuỗi. Cộng chuỗi. Cộng chuỗi tức là sao? Tức là nếu mà chúng ta có như thế này. Rồi chúng ta có một cái thứ tên là cộng chuỗi. Nó là như nào? Nó là ví dụ chúng ta có chuỗi 5 à, có chuỗi xin chào này, cách này, sau đó thì cộng với cái chuỗi như anh nhỉ. Nếu mà chúng ta có hai chuỗi như thế này ạ, thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái biến tên là Z. Và như này đi. Được không? Quên. Đây, nếu mà chúng ta có chuỗi như này thì bây giờ alert này. Document Drive đi. Rồi cái Z đấy thì chúng ta sẽ được cái gì? À, quên quên, không phải bài này. Chạy bài này đi. Nó sẽ có một cái chuỗi là xin chào như anh đúng không? Thì đấy là nó cộng chuỗi. Tuy nhiên nó lại bị vấn đề như sau. Đó là cộng chuỗi này nó không chỉ áp dụng hai cái chuỗi ký tự với nhau mà kể cả hai chuỗi số ấy, nó cũng gộp với nhau như thế. Thế là chúng ta sẽ có một cái biến tên là T thì sẽ bằng chuỗi 3 cộng với chuỗi 4 ấy, thì nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? Chuỗi 3 cộng chuỗi 4 bằng bao nhiêu anh em? Nó sẽ vẫn là Bốn cộng ba chuỗi đúng bốn không? Đúng rồi, thì nó sẽ 34, chính xác là 34, 34 đấy mọi người. Đấy như này. Được chưa? Thế thì liên quan gì đến cái bài lúc nãy của chúng mình? Quay lại một chút, anh em sẽ nhìn lại bài này. Thì chúng ta sẽ thấy là thế thì hóa ra cái chỗ này, bây giờ nó thành lúc mà chúng ta nhập vào 1, 2, 3, 4, nó sẽ ra 1, 2, 3, 4. Chứ không phải là ra bao nhiêu, 36 nữa đúng không? Thì chắc là lý do là lúc mà nhập vào ấy, chúng ta sẽ có kiểu diễn là chuỗi rồi. Thì đúng mọi người nhá. Tất cả các loại nhập vào trong JavaScript luôn luôn bắt đầu bằng string. Tức là bằng chuỗi. Nên là mọi người có chạy cái này. Mọi người nhập vào số 1, 2 thì nó cũng là dạng như thế nào ạ? Nó sẽ là dạng như sau. Nếu mà nhập vào 1, 2 ấy, nó sẽ có dạng nháy, 1, 2, nháy. Sau đó thì mọi người nhập 3, 4 thì nó cũng có dạng là 3, 4, nháy. Được chưa? 1, để 3, 4 này. Ok này. Thì đương nhiên là nếu mà chúng ta có chuỗi 1, 2 và cộng với chuỗi 3, 4 ở trong kết quả này thì đương nhiên là chúng ta phải có kết quả là chuỗi 1, 2, 3, 4 BR như thế này. Thì đấy là lý do tại sao mà chúng ta lại có kết quả là 1, 2, 3, 4 đấy mọi người ạ. Đúng không ạ? Rồi. Rồi ok, xong phần giải thích cái câu này. À. Quay lại bên này một chút. Thế thì cái thằng chuỗi này nó có áp dụng những cái phép tính khác không, hay là nó còn cái gì linh tinh nữa không? Thế nhưng anh sẽ đưa đây một vài cái lưu ý để anh em để ý một chút nhá. Đó là chúng ta có combo một vài thứ cần quan tâm thế này. Đó là gì nhỉ? Chuỗi này cộng với chuỗi thì nó ra chuỗi thì bình thường nhá. Đúng không? Rất bình thường. Tuy nhiên thì chúng ta có chuỗi cộng với số ấy, thì nó lại ra chuỗi. Đấy. Rất đau đầu chỗ này mọi người ạ. Số cộng với số thì mới ra số. À, số cộng với chuỗi thì lại vẫn ra chuỗi. Được chưa? Thì đấy là cái quy tắc liên quan đến chuỗi. Mọi người rất lưu ý cái này rất dễ sai nhá. Thế còn tất cả các phép còn lại thì nó có ảnh hưởng gì không?
thì nó vẫn theo cái quy tắc ngày xưa nhé, còn tất cả các phép còn lại thì không ảnh hưởng gì. Tức là bây giờ mình lấy chuỗi nhân với chuỗi hay là số cũng được, hoặc là nhận cộng trừ nhân chia, phần trăm trừ thì nó đều ra số mọi người ạ, miễn là cái chuỗi đấy bên trong là số nhé, thì đều tính được nhé, số đều ok. Tức là ví dụ là chúng ta có một cái số chuỗi 3 nhân với lại chuỗi 4 thì nó sẽ bằng 12, nó bằng số 12 luôn nhá, chứ không phải chuỗi 12 đâu. Bây giờ rồi thì đấy là một quy tắc nữa. Thì đương nhiên là chúng ta còn một cái quy tắc cuối cùng, đó là nhân chia trước cộng trừ sau từ trái sang phải thì vẫn như cái tính bình thường mọi người nhá. Cái kiểu ngày xưa tính là nhân chia trước cái cộng trừ sau ưu tiên trong ngoặc, và từ trái sang phải thì vẫn thế. Nhưng bây giờ nó sẽ có một cái lưu ý là nó chỉ thực hiện một phép tính một lần. Một lần. Ví dụ như nào? Ví dụ là chúng ta có phép 1 cộng 2 cộng 3 ấy, thì máy tính nó sẽ không tính một lèo là thành 6, mà nó sẽ tính thành như sau. Nó lấy 1 cộng với 2 trước thành 3, nó cộng thêm 3 là ra 6. Đấy, thì đây là cái quy tắc tiếp theo. Thế tại sao như anh cũng nói cái này? Thì chúng ta sẽ đến series một vài cái bài rất kinh điển của bọn này. Nó khá là đau đầu, à khỏi đau đầu mà khá là vui để anh em cần nắm bắt nhá. Bây giờ mọi người thử này. Như anh sẽ lấy A lớn này. 3 cộng 4 cộng với 5 thì ra mấy? Nào, 3 cộng 4 cộng 5 thì bằng mấy? Thì bằng 3, 4, 5 đúng không? Thì cái này dễ hiểu nhá. Nó sẽ ra 3, 4, 5. Bởi vì sao lại ra 4, 5 thì anh sẽ lấy chua giải thích luôn này. Thì đầu tiên á, cái việc có làm á, nó lấy số 3 cộng với chuỗi 4 thì nó phải ra là chuỗi 3, 4. Rồi nó cộng với 5 thì nó sẽ ra chuỗi 3, 4, 5. Ok, xong. Thế bây giờ đến cái thằng này này. Mọi người thử nghĩ cho nhanh cái này nhé. Nào, nào bằng bao nhiêu nào? Đấy, anh em thử comment ý kiến của anh em xem. Chưa cần code gì đâu nhé. Mọi người dạo này khả năng là từ giờ đến cuối buổi quanh quẩn nó có cái mấy cái câu như này thôi. 39. Mọi người lưu ý nhá. Tất cả mọi quy tắc chúng ta đều áp dụng như ngày xưa. Tức là trừ những cái như anh đang viết trên màn hình nhá. Còn quy tắc từ trước đến giờ chúng ta vẫn hoạt động đúng. Tức là nó sẽ cộng từ trái, tính toán từ trái qua phải từng cặp một. Và ưu tiên ngoặc, ưu tiên cộng trừ nhân chia. Theo thứ tự cộng trừ nhân chia. Đấy. Nếu là từ trái sang phải. Nếu mọi người dùng cái từ trái sang phải đấy, áp dụng cái định luật này này, chỉ thực hiện một phép tính một lần thì mọi người thử xem là kết quả này nó là bao nhiêu. Thì chỗ chỗ chị Ngọc thử xác định lại xem, từ trái sang phải và chỉ thực hiện một phép tính một lần, thực hiện chạy cho máy tính ấy. Chị vẫn thi đúng rồi. Tất cả anh em nào cho nhanh một kết quả ở đây nào. Đấy. Xem bao nhiêu này, mọi người có hiểu kết quả này không? Rồi, sao có mỗi hai người này, chết thôi. Ba, em còn lại đâu rồi? Rồi, số này thì ok. 39, 39 sai nhé. Mọi người lưu ý chỗ này nhá. Chúng ta lưu ý, rất lưu ý này. Thì trong 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 hình dung mọi người á, ở mọi người sẽ nghĩ là có một vài người, vài anh em sẽ bị hiểu nhầm nhé. Là chúng ta sẽ mặc định là chúng ta sẽ ưu tiên số trước mà không phải. Máy tính thì như anh đã nói rồi, chúng ta có ba phép liền nhau ấy, thì nó sẽ vẫn ưu tiên là thực hiện từ trái qua phải nếu không có nhân chia. Nếu không có dấu ngoặc thì nó vẫn thực hiện từ trái qua phải. Và đương nhiên là trong cái phép này chúng ta sẽ lấy 3 cộng với 4 trước, đúng không? Nhưng mà là chuỗi 3 cộng với 4 thì nó sẽ là 3, 4 dạng chuỗi cộng với 5. Và chúng ta sẽ đương nhiên là như thế thì phải là 3, 4, 5 rồi. Chuỗi 3, 4, 5 mọi người nhá. Chuỗi 3, 4, 5 khác với số ấy. Rất khác. Chúng ta sẽ đến bài tiếp theo. 3 cộng 4 cộng với chuỗi 5. Nào, có bao nhiêu anh em ơi? Bài tiếp theo nào. Rồi đấy, anh em tỉnh táo hơn đấy nhỉ. Chết rồi, anh Tuân sai rồi. Tuân sai này. Trả lời cẩn thận nó sẽ là chuỗi 75, đúng rồi nhé mọi người. Đúng rồi, như thế nhá. Chúng ta cùng xem vấn đề một chút. Thì chúng ta sẽ có số 3 cộng với số 4 ở dạng số, cả hai đều là số thì không có gì bất thường cả, thì chúng ta sẽ có số 7. À, cộng với chuỗi 5 thì đương nhiên là nó phải là chuỗi 75. Ok chưa? Đấy. Nhẹ nhàng tình cảm, chưa có gì nhiều cả. Cái này bị tắt bố cái gợi ý ta. Chúng ta đến tiếp đi. Từ giờ đến cuối buổi quanh quẩn mấy thằng này thôi mọi người ạ. Chưa có đi xa đến đâu cả. Có gì hay nữa ta?
chuỗi 3 này cộng với này hoặc tròn này 4 cộng 5 này cộng 5 đi. Đố anh em biết bao nhiêu ấy? Chuỗi 3 cộng với hoặc tròn 4 cộng 5. Ok. Quen rồi, anh em có vẻ quen ghen đấy nhỉ. Được đấy chứ? Chúng ta có quy tắc trước giờ đúng không? Sẽ 37. Nhưng đâu ra số 7 ta. Hết hồn. Ok, chúng ta sẽ có đầu tiên là chúng ta sẽ thực hiện bước đầu tiên là thực hiện trong ngoặc đúng không? Thì chúng ta sẽ có vẫn là chuỗi 3 cộng với lại số 4 cộng 5 là thành 9 và chúng ta sẽ có 39. Đấy. Rồi, nhẹ nhàng nhỉ. Tiếp tục đi. Chuỗi 3 cộng với 4 cộng với 5 và cộng với số 6 ở cuối thì bằng bao nhiêu? Đấy. Khó một tí. Anh à, em tỉnh táo đấy nhỉ? Amazing, good job. Đâu nhỉ? Đây rồi. Rồi, cái này để anh em đúng rồi nhá. Chúng ta sẽ ưu tiên từ phép ngoặc tròn trước mà. 3 này. Cộng với lại 9 này và cộng với 6 đúng không? Chúng ta sẽ biết lần lượt như thế. Và sau đó thì mình sẽ chuyển nó thành chuỗi 39 như ở bên trên rồi cộng với 6 và sẽ bằng 396. Ok, 396 tiếp tục làm kỹ này một chút mọi người ạ. Tránh sau này mọi người nhầm nhé. Và chúng ta sẽ có A tổng là 2 chấm cộng với 3 cộng với 4. Đấy, cái phép này vui vui này, vui vui vui, rất vui. Nào, bao nhiêu anh em ơi? Cho cái kết quả của cái in này đi. Xem bao nhiêu nào. Viết đầy đủ nhá. Tại đầy đủ xem là mình sẽ in cái gì ra cụ thể anh em nhá. Cái này sẽ ra gì? Chỉ anh em cộng như bình thường nhá. Mọi thứ sẽ cộng như bình thường thôi nhá. Chúng ta có chuỗi mà đúng không? Thì mọi người cộng chuỗi như bình thường. À, chết, chết, chết. Anh em bị gài rồi, hỏng rồi. Mọi thứ sẽ cộng như bình thường, đúng quy tắc của nó mọi người nhá. Chúng ta vẫn phải đi theo quy tắc của nó. Chúng ta lấy chuỗi cộng từng số một đó. Đúng rồi anh em ạ. Anh em đoạn cuối có tỉnh táo hơn đấy nhỉ. Anh em đầu mở bát hơi nó vội thôi, hiểu không? Không có dấu cộng đúng không Huy nhá. Không có dấu cộng ở đấy đâu nhá. Dấu cộng ở trong này mà không để trong ngoặc ấy, nó sẽ hiểu đem phép tính ấy, chứ không phải là chuỗi ấy. Rồi ok, thì đương nhiên là chúng ta sẽ có một cái chuỗi đầy đủ như sau. Tổng là 2 chấm. Sau đó thì đến số 3 trước này. Sau đó thì chúng ta lại cộng với 4 là số. Rồi chúng ta mới chuyển sang dạng là tổng là 2.34. Đấy. Rồi, thì đấy cách. Thế bây giờ làm sao để nó in là tổng là 7 được anh em? Làm sao để nó in là tổng là 7? Chứ không phải in là tổng là 34 nữa. Bỏ nháy à? Bỏ nháy thật á? Chết thôi. Mọi người rất lưu ý nhá. Cái ký tự số ở trong JavaScript ấy, trừ những cái từ khóa của nó ra như là let, alert, from, document, write ấy, thì gần như là chúng ta không thể có ký tự chuỗi mặc định được. Kiểu là tổng là cái này nó không phải là ký tự chuỗi đâu nhá. Cái này nó bắt buộc phải có nháy mọi người ạ. Phải có nháy nó mới hoạt động bình thường nhé. Cũng như là cái chữ XYZ tên biến của mình á, thì thoải mái á. Nhưng mà đấy là chúng ta let nó rồi. Còn nếu mà chúng ta không let thì ví dụ chúng ta bỏ mặc đi ấy, thì nó sẽ bị lỗi luôn. Bởi vì người ta không hiểu là cái chữ TONG với chữ LA này mọi người có ý nghĩa là gì. Chỉ khi nào mọi người let thì mới dùng được. Còn không thì không thể dùng được kiểu này đâu. Và chúng ta phải để nó trong chuỗi. Đấy. Ok, thì cái chỗ này giải pháp của mình á, thì mọi người hãy bọc cho như anh cái ngoặc vào đây là được. Để chúng ta ưu tiên cái phép tính 3 cộng 4 của mình lên là ok. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ có một cái ví dụ cuối cùng trong ngày hôm nay thôi. Alert tổng là à thôi, chúng ta sẽ có phép tính như sau: 3 sau 2 cộng rồi. Đố anh em biết cái này hiển thị như nào đấy? Sáu. Sáu có b đằng sau không hay là không có?
6BR có xuống hàng. À, rồi. Bây giờ tạm thời như anh sẽ bỏ hết bọn này đi nhé. Mới lưu ý nhá, trước khi bỏ hết thì như anh giải thích một chút đã. Chúng ta có phép nhân á, mọi người phải hiểu là phép nhân cộng trừ nhân chia phần trăm với phép nhân á, à trừ cái dấu cộng ấy, nhân chia phần trăm và trừ ấy. Chuỗi với chuỗi ấy, kể cả chuỗi với chuỗi nhá thì nó vẫn ra số. Nên là cái việc mà chuỗi với số thì chắc chắn nó vẫn ra số rồi nhá. Nên là chúng ta sẽ có một cái chuỗi đầy đủ là 6 BR. Thế tại sao nó không phải xuống dòng mà nó hiện BR ra nhé? Thì chúng ta sẽ làm rõ tiếp. Đấy, cái chỗ này anh em hình dung là nó sẽ alert ra hẳn cái này luôn nhé. Bây giờ thì anh sẽ bỏ cái này đi một chút để nó ra xem mọi người đúng không ấy. Xem nó alert có phải là 6BR không hay là 6 xuống dòng. Thì nó là 6BR. Rồi. Chúng ta quay lại đây. Thì đây là kết quả phép này đã. Tạm dừng đây đã. Anh em có thêm câu hỏi nào phần này không? Bất kỳ thắc mắc nào, bất kỳ ví dụ nào thì mọi người đưa ra cho nhanh. Chúng ta đang làm rõ cái phần cộng chuỗi, nhân chuỗi, chia chuỗi các thứ. Có cô để chắc hả? Ok. On code á? Ok ạ. Có thể on code bên này nữa hả? Thế thì em git cho. Nhưng mà lấy toàn bộ code á thì em git cho chứ em gửi làm gì cho nó khó dùng gì. Ý chị bấm vào link git của như anh là được á. Đây như anh git lên nhá. Chết rồi, chưa git à? Tí về như anh git lại cho nhá. Có nhá, thử nhá, thử nhá mọi người nhá. Ví dụ của anh bạn Trần Huy này. Chết rồi, khéo lại không đúng thì chết. Bên bên kia mà cái ký tự 6 này à? Cái dấu sẹt này khả năng hơi ghê mọi người, cái dấu sẹt này hơi nghi nghi nhỉ, nó bị lỗi lỗi gì nhỉ, lâu lâu không viết kiểu này anh em ạ. 6 trên 2 chắc không sao, thế là thiếu ngoặc ấy à. Cái này của Huy bị thiếu của ngoặc của BR nhá. BR nó là một cái thẻ nhưng mà thẻ trong HTML, còn trong JS thì nó phải để trong nháy nhá. Không biết tự do ở đâu. Để trong nháy này. Đấy. Chạy thử nhá. Quên quên bỏ này đi, tí sai hết lượt. Đây nó sai 3, đúng rồi nhá. Anh Lộc nói đúng rồi mọi người ạ. Phép chia phép nhân thì nó bằng nhau. Bởi vì sao nó bằng nhau? Thật là phép chia phép nhân nó đều là gọi là như nào? Gọi là tính toán cho một cái số ngược lại, lấy phần nó chia chia ngược lại thôi đó. Nó cũng kiểu kiểu nhau, có mỗi thằng cộng là nó bị thành cộng chuỗi rồi, còn mấy phép còn lại anh em dùng thoải mái đi. Rồi thế thì đấy là về phần các phép toán tử số học và liên quan một chút tới gì ạ, kiểu dữ liệu một tí. Thế thì còn bây giờ toán tử so sánh thì chúng ta có cái gì? Trừ, đúng rồi đúng rồi nhá, trừ và phần trăm thì cũng thế nhá. Phi có thể thử cái đấy xem nhá, nhớ nhưng mà cẩn thận, tốt nhất là nếu mà chưa quen cái BR ấy, thì thôi bẻ bỏ BR đi mà thử thì nó sẽ có kết quả chính xác hơn nhá. Còn cho BR vào thì nó là vấn đề khác rồi, nó là cộng chuỗi tiếp theo rồi thì nó khó thử cái phép kia nhá. Thì em muốn thử cái chia và trừ hoặc là phần trăm ấy, thì em chỉ thử chay thôi, đừng có thêm cái BR đằng sau nhá. Rồi nó có một cái là tiếp tục thì toán tử so sánh chúng ta sẽ có bọn này nhỏ hơn, lớn hơn, nhỏ hơn bằng, lớn hơn bằng, bằng bằng và chấm than bằng. Thì đây là tập hợp nhiều một vài thứ cái toán tử so sánh đấy. Tại sao chúng ta chưa học hôm nay thì anh em hiểu đây, chúng ta sẽ học buổi sau, buổi sau chúng ta sẽ làm quen với thằng này.
Và tại sao lại để buổi sau không phải hôm nay? Bởi vì bọn này nó chỉ dùng trong cái bài toán so sánh, bài điều kiện đó, và if else các thứ đó, nhiều, chứ còn bây giờ chúng ta học nó kiểu khó học cực kỳ ấy. Buổi sau chúng ta sẽ dùng cái này nhiều. Thế nào, số học, toán tử, logic nữa. Thế còn còn bọn logic nữa anh em ạ. Còn bọn logic nữa thì nó là cái này thì nó chắc là phải, nó cũng phải bài bài điều kiện thì mới dễ hiểu, chấm than và hoặc, thì ba cái này là toán tử logic thì chúng ta sẽ cũng để bài điều kiện, tức là buổi sau chúng ta sẽ làm quen với nó sau. Thực ra là cái bài đầu này nó sẽ kiểu hơi ngang ngang, nhưng mà nếu đa phần mọi người sẽ thấy bài này hơi ngang ngang một tí, đến bài điều kiện thì nó mới bắt đầu logic hơn một tí mọi người, thì nó sẽ dễ hiểu hơn là từ bài điều kiện trở đi. Điều kiện dễ, vòng lọc khó, xong rồi mảng lại dễ, xong rồi hàm lại khó mọi người. Đấy, nó lại như thế. Ok, thì hôm nay chúng ta làm quen với bọn toán tử đã. Ở đấy, quên đấy. Chúng ta sẽ quay lại cái vấn đề là tại sao thằng BR ấy, alert thì nó lại không xuống dòng. Thế khi nào nó xuống dòng bây giờ? Thì nhớ lưu ý nhá. Nó chỉ xuống dòng khi nó viết trong document write thôi. Nếu mà alert với cái gì nhỉ? Với lại cái document write thì cái document write sẽ có hiệu lực xuống dòng. Thế tại sao lại như thế? Thế anh em hình dung nhé, cái document write nó sẽ viết ra đâu và alert nó sẽ hiện kết quả ở đâu? Alert hiện kết quả ở đâu ạ? Anh có nhớ không? Alert hiện kết quả ở đâu? Còn document write hiện kết quả ở đâu? Cùng là hiện ra nhé, cùng là hiện ra từ JS này, ấn JS chị lên này thì nó đều là hiện ra, nhưng mà một thằng ấy nó sẽ hiện ở trên này, trên một cái hộp thoại, còn cái thằng document write ấy, nó sẽ hiện trên trang web của mình luôn. Thì cái thẻ BR này là thẻ HTML ấy, nó muốn hiện và có tác dụng ấy, thì nó phải hiện trên trang web, chứ nó không thể hiện lên hộp thoại kia được. Cái hộp thoại kia nó không có tác dụng với BR. Đó, thì đấy là lý do tại sao mà thẻ BR phải vứt ở đây thì mới tác dụng này, ABC này, BR này, BCD này. Nếu chúng ta để đây thì ok. Bỏ này đi này. Chưa xem cái thành quả mình nhé. Được chưa? Mới sẽ thấy nó như này. Và chúng ta có thể cộng thêm số, cộng thêm chữ tùy. 3 nhân 5 cộng với lại ký tự BR cộng với ABC nữa chẳng hạn. Đấy. Chúng ta xem chúng ta có gì. Với ý là cái bọn document write ấy, nó có tác dụng khác với bọn alert. Bọn alert là sẽ hiện một cái hộp thoại lên trên màn hình, lên một cái ô cửa sổ ấy. Còn cái thằng document write nó sẽ hiện trực tiếp lên trang web, nên là nó mới dùng được các thẻ HTML. Tức là ở đây á, ngoài BR ra nhé, mọi người còn có thể dùng cả H1, cả IMG, cả A, cả H2 hay P đều dùng được. Như thế này. H1. Hi hi. Đấy, nó vẫn có tác dụng. Bởi vì sao? Bởi vì nó viết là viết lên trang HTML của mình. Document write LN thì em hơi nghi nhé. Không biết là có không ý. Quan trọng là có không ạ. Nếu mà có thì khả năng sẽ được, nhưng mà không biết là có không ấy, thì như không hay sao chứ. Cái write LN hơi lạ nha. À thế à? Thế thử cái nhỉ. Thử đi. Như là trong bọn này nó không hỗ trợ cái LN đấy sao mọi người? Cái LN đấy thì sau này mình học Java hoặc là mọi người học mấy cái ngôn ngữ cao hơn một chút, à không phải cao hơn mà nó cũ hơn một chút đó, thì nó sẽ có LN xuống dòng. Còn cái dạng này thì nó là dạng viết lên trang web. Ok. Trước khi hết buổi học thì nó có một cái thứ được nhắc đến ở trong cái bài lý thuyết ấy, nó tên là DOM. DOM là gì? DOM là Document Object gì nhỉ? Quên mất tiêu từ cuối cùng à? Management à? Hay gì ấy? Không quan trọng. Thế thì cái khái niệm đấy nó là gì ấy? Và nó đại diện như thế nào mọi người ạ? Cái DOM đây sẽ cụ thể chính là thằng document nhé. Sau này chúng ta sẽ dùng cái thằng document rất là nhiều. Và cái này sẽ gọi là DOM mọi người. DOM là sao? DOM là một cái thẻ gì đó nhỏ xíu, một cái thành phần gì đó, một cái tên gọi gì đó, một cái biến gì đó rất là nhỏ thôi, nhưng nó có thể bằng JavaScript nó có thể tương tác với toàn bộ trang HTML. Nhớ là trang HTML chứ không phải là trang cái trang hiển thị ra này nhé. Cái alert nó sẽ là mang tác dụng hiển thị hộp thoại, nó không phải là trang HTML mọi người. Trang HTML là cái trang mà hiện trực tiếp ở đây này mọi người, thì mới là trang HTML. Thì những cái nào mà sau này mọi người nhìn thấy nó liên quan đến document ấy, thì nó sẽ liên quan tới trang HTML được, nó viết lên HTML được. Ví dụ sau này chúng ta có document chấm ghép một vài ID, cái này sẽ dùng tương tác với HTML được này, hoặc là một vài cái tương tự thì có, còn alert hay prompt thì không nha mọi người. Đấy, thì đấy là document và DOM.
Ok, nào, anh em có câu hỏi gì không? Phím tắt bôi đen á, bôi đen xong còn Ctrl gạch chéo thôi. Bôi đen xong Ctrl gạch chéo nhé, nó không có phím tắt nào bôi đen nhanh cái này cả. Hoặc là bôi đen một dòng ấy thì chỉ cần để chuột ở đấy xong Ctrl gạch chéo ở dòng đấy thôi. Còn không thì bôi đen rồi Ctrl gạch chéo tất cả. Đấy. Ví dụ ở đây có 5 dòng chẳng hạn thì sẽ bôi đen à, 3 dòng đi, thì bôi đen 3 dòng rồi Ctrl gạch chéo. Và chéo ở cạnh dấu shift bên phải. Phần trăm à? Phần trăm thì bây giờ như này. Bây giờ em lấy số 10 đi. Em chia cho chia 8 đi. Thì được mấy? À chia cho 4 đi, được mấy? Được 2 đúng không? Được 2 đúng không? Và dư mấy? Dư 2. Dạ, tương tự thế thì bây giờ mình lấy bao nhiêu nhỉ? Lấy 18 đi, chia 4 được 4 và dư 2. Mình lấy 19 đi. Chia 4 thì dư 3, đúng chưa? Thì cái này chính là cái dư này, cái này là gọi là số dư nhá. Thì cái phần trăm ấy nó sẽ là số dư của cái phép tính của hai số đó. Ví dụ chúng ta có a phần trăm b. Ví dụ là chúng ta khai báo một cái x đi bằng a phần trăm b ấy, thì chúng ta sẽ hiểu là x là số dư của phép a chia cho b. Ok không ạ? Thì ví dụ ở đây chúng ta có less x bằng 10 chia 4. 10% 4. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ hiểu nó là bằng 2. Đúng không? Nhìn cái quy tắc luật của nó nhá, x là số dư của phép chia a cho b. Đúng không ạ? Đó. Thì đấy là ý nghĩa của cái phần trăm. X bằng a phần trăm b thì x là kết quả là số dư của phép chia a cho b. Này phép rồi mà nó không hiện được đấy đâu. Em câu hỏi cứ đặt vào chat như anh đang bài tập luôn mọi người. Chúng ta vẫn nộp như hôm trước nhé, chúng ta sẽ nộp link git vào đây nhé, link git vào cái tin nhắn này mọi người. Rồi, nếu mà anh em không có bất kỳ câu hỏi nào nữa thì chúng ta hôm nay học đến đây thôi. Chưa mọi người, được chưa? Alo, thế nhá mọi người. Chào anh em nhá. Ok, chào mọi người, chào mọi người.